Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em lên cho anh chị em một số cái hàng nội địa Nhật và đồ gia dụng cho anh chị em mình luôn nha. Rồi thì đầu tiên thì anh chị em mình mới xem kênh của em lần đầu thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh luôn nha. Rồi thì nay ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là một số cái mẫu cái máy quạt anh em ha. Đây là cái máy quạt mà quạt hơi nước nha anh em. Đó, cái quạt hơi nước này để bàn anh em nha. Đó anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi. Đó, cái kích thước của nó em cầm trên tay anh em nha. Đó thì những cái kích thước như vậy thì nó phù hợp cho mình để bàn anh em nha. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn đi. Rồi em đo sơ trước này cái chiều cao nè. Rồi chiều cao của nó là khoảng là 24.5cm anh em ha. Rồi chiều ngang, chiều ngang là 14.5. Rồi chiều sâu, chiều sâu của nó là 12.5 nha. Đó. Rồi tình trạng hầu như còn rất là đẹp, chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi em đo sơ cái đường kính của cánh quạt luôn cho anh em mình nha. Đường kính của cái cánh quạt là khoảng 11.5 nha anh em. Đó, rồi thì nó có chế độ hơi nước thì nó phải có cái ngăn để nước anh em ha, ở phía sau nó nè. Nó có cái ngăn này thì khi mà mình sử dụng á, mình bỏ nước vô thì mình chỉ việc mình dặn cái này ra thôi. Nó mình mở khóa này ra rồi là mình kéo cái này ra anh em nha. Đó, mình kéo cái này ra mình bỏ nước vô. Còn khi đậy lại rồi thì mình khóa lại. Nó là không có kéo ra được. Rất là hay luôn nha anh em. Rồi thì cái này nè. Nó, cái này là của thương hiệu là Anconler anh em nha. Đó, cái này Anconler ha. Rồi, cái này sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Rất là xịn sò. Đi kèm nó có cho mình cái adapter luôn nha anh em nha. Đây, đây là cái adapter của nó. Và cái adapter này là sử dụng được điện AutoVolt luôn. Từ 100 cho tới là 220 đều xài được nha anh em. Rồi một cái máy quạt của Nhật mà xài được điện là từ 100 tới 220 thì điện Việt Nam mình xài chung cũng rất là tuyệt vời. Rồi thì bây giờ cái này ở phía trên nó là nó có cho mình cái bảng điều khiển anh em nha. Đó em cũng cắm vô điện em test thử cho anh em mình coi luôn. Rồi cái bảng điều khiển là tắt mở nè, hẹn giờ nè, chế độ hơi nước nè, đèn nè. Đó các chế độ. Rồi bây giờ em cũng sẽ mở thử cho anh em coi cái chế độ của nó luôn nha anh em. À, cấp độ. Rồi nó có 3 cấp độ anh em ha. 1, 2, 3. Nó mình mở cái cấp độ nào thì nó sẽ tương thích với cái tốc độ gió ra như vậy ha. Rồi khá là ok. Rồi chế độ là hơi nước nè. Nó có 2 cái cấp độ hơi nước anh em nha. Đó, 2 cái cấp độ hơi nước nè. Nó em nhìn em quay như vậy anh em nhìn mới thấy được cái hơi nước của nó ra nè. Đó. Đó anh em thấy không, nó có cái hơi nước nó bay ra ha. Cái hơi nước nó rất là nhuyễn, cái công nghệ của Nhật á, cái hơi nước của nó rất là nhuyễn. Khi mà nhuyễn vậy á thì thí dụ mình ngồi ở bàn làm việc hay phòng máy móc gì đó thì nó sẽ không có bị hư cái thiết bị của mình anh em nha. Đó anh em nhìn kỹ là mình sẽ thấy ha. Đó nhìn kỹ là mình sẽ thấy nó có cái hơi nước. Để em lấy cái gì màu đen em che lại cho anh em coi ha. Tại vì nhìn bằng máy có thể là anh em không thấy được. Rồi đây em che thử cái này cho anh em coi nè. Đó nè, em che cái màu đen là anh em thấy cái hơi nước nó bay ra nè, anh em thấy không? Đó, cái hơi nước rất là nhuyễn luôn nha anh em. Đó, rất là ok ha. Đó, cái hơi nước nè. Đó, rồi còn về cái cấp độ gió thì em sẽ lấy thử cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Đó, gió nó bay ra nè. Đó. Đó, anh em thấy ha. Khá là ok. Rồi thì cái quạt này nó hàng nội địa Nhật, tình trạng là hầu như là chưa có qua sử dụng luôn. Có cái thùng cho anh em, cái hộp cho anh em luôn nha. Rồi cái lô này thì em về đâu đó được chưa tới chục con nữa. Tình trạng là còn rất là đẹp như vậy. Để bàn anh em nha, để bàn làm việc hay là cho mấy chị mà trang điểm gì đó thì rất là ok. Rồi thì quạt hơi nước này thì bên em đang bán với giá là 700k nha anh em. 700k nha. Đó, nó có 3 cấp độ gió và 2 cái cấp độ hơi nước ha. Có hẹn giờ luôn. Rồi có một cái chế độ đèn nữa nè, anh em thấy không? Khi mình mở cái chế độ đèn này lên thì cái đèn nó rất là đẹp anh em ha. Nó đổi màu nha anh em, cái đèn này nó đổi màu ha. Nó ngã qua nhiều cái chế độ màu. Đó thì khi mình làm đèn ngủ ha, để trên bàn rồi đó, nó ban đêm mình tắt đèn thì nhìn cũng khá là đẹp nha. Rồi ok, giá 700k một con, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. À, rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái giá đỡ điện thoại anh em nha. Đó, để dành cho những anh chị em mà mình hay lướt TikTok rồi coi phim rồi ha. Hoặc là mua cho những con em mình để nó học online rồi đó. Đó thì khá là hay nha. Và cái này nó có thể xoay anh em ha. Xoay rất là gọn gàng nha.
Cái này là của thương hiệu là Kametsu Japan nha. Rồi em cũng để thử lên cho anh em ha. Cái này thì anh em có thể điều chỉnh được góc độ nha. Nó xoay các thể loại ha. Đó, cái này là nó làm bằng kim loại nha anh em, rất là chắc chắn ha. Thì mình có thể để đứng cái điện thoại lên nè. Đó, hoặc là mình có thể mình để nằm nè. Rồi, nó cũng khá là ok, hoặc những cái điện thoại to hơn cũng được. Cái này em đang là iPhone 14 nha anh em. Đó, rất là ok. Rồi, tình trạng chưa qua sử dụng xài xong thì mình ghép lại thôi. Rất là gọn gàng, có thể bỏ trên cặp hay là đâu cũng mang đi được nha anh em. Đó, rất là xịn sò nha. Rồi, giá của nó là 170k nha anh em. Đó, 170k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn. Một lô tủ bếp. Đó, tủ bếp hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò, chưa qua sử dụng luôn anh em. Đó, rất là đẹp luôn anh em. Đó, rồi thì cái này là của thương hiệu là Lisi. Rồi thì bây giờ em mở ra cho anh em mình coi luôn nha. Đó, nó gồm là một cái tủ thấp và một cái tủ cao. Rồi, thì bây giờ em sẽ mở từng phần ra cho anh em mình xem nha. Cái tủ thấp này nè, anh em mình bỏ cái bếp ga lên. Đó, ở đây nó còn tem mát đầy đủ luôn nha. Đó, rồi, tiếp theo em dỡ tiếp cái tủ cao ra nữa nè. Nó cái tủ cao này thì nó có luôn cái bồn rửa chén nha anh em. Đó, bồn rửa tay, rửa chén luôn nha. Thì hai cái này nó là một bộ với nhau. Đó, thì nó gồm những cái ngăn kéo anh em thấy không? Đó, cái mặt vách dưới của nó là nó tráng men anh em ha. Còn ở trên nó là nó bằng inox nha anh em. Đó, inox không rỉ, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, đó, thì em ghép lại như vậy cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái này á, tổng chiều dài của nó là 1m8 nha anh em. Tổng chiều dài là 1m8. Đó, rồi, thì bây giờ cái này á, là nó cái tủ thấp này thì mình để bếp ga anh em ha. Đó, rồi, ở trong nè, đó, mở những cái ngăn kéo ra cho anh em mình xem luôn. Đó, rồi, ở trong nó có cho mình một cái giá đỡ để anh em có thể để nồi, niêu, son, chảo gì đó anh em để lên đó nha. Đó, rồi, anh em thấy ha, tình trạng chưa qua sử dụng ha, làm toàn bằng thép không rỉ không, cho nên nó rất là đẹp, rất là bền. Ở bên Nhật thì người ta chỉ xài những cái này là nhiều. Hồi đó em ở bên mấy chung cư bên Nhật á, mấy cái tủ bếp nó còn không được đẹp như vậy nữa. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, những cái tay nắm của nó cũng khá là đẹp luôn anh em. Đó, cái tay nắm của nó nè, cực kỳ đẹp ha. Rồi, ok. Rồi thì bây giờ em cũng ở trên đó, trên mặt trên thì mình anh em thấy làm bằng inox nha. Inox rất là bóng luôn. Rồi em đo thử cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, chiều sâu của nó là 52cm anh em ha. 54cm, chiều sâu là 54cm. Rồi, còn về chiều dài là 75cm. Đó, của cái ngăn thấp anh em ha. Nó vừa để cái bếp ga anh em nha. Đó, nó thấp cho người ta để bếp ga. Rồi, chiều cao của nó nè. Chiều cao của nó lên tới trên là khoảng 62cm. Đó. Rồi, tiếp theo thì em qua em đo tiếp cái bồn rửa chén với cái tủ rửa, có cái bồn rửa chén luôn anh em. Rồi, thì cái phần này thì chiều dài của nó là 105cm. Đó, anh em thấy ha, 105cm nha. Chiều sâu của nó thì cũng bằng con kia thôi, cũng khoảng 54cm. Đó, thấy không, chiều sâu thì cũng khoảng 54cm, 54, 55cm nha. Đó, thì hai cái này nó đồng bộ cho nên nó tương đối bằng nhau. Rồi, chiều cao nó cũng vậy luôn, nó cũng bằng con kia luôn. Nó có chiều cao thì cao hơn nha anh em, chiều cao thì khoảng 80. Đó, tại vì cái con bên kia nó thấp là bởi vì nó để cái bếp ga lên, cho nên là nó sẽ thấp hơn cái này. Rồi, còn em đo cái lồng của cái bồn rửa chén luôn anh em nha. Nó cái lồng chiều dài là khoảng 54. Nó chiều dài là khoảng 54cm anh em nha. Rồi, còn mà chiều sâu của nó là khoảng là 40cm. Chiều vô trong sâu là 40cm ha. Còn chiều cao nè. Chiều cao của cái lồng này thì nó là khoảng là 18cm. 17-18cm anh em nha. Đó, anh em thấy ha, nó có cái đường ống sẵn cho mình luôn nha. Đó, rồi làm bằng inox không rỉ, tình trạng chưa qua sử dụng, nhìn rất là đẹp luôn anh em ơi. Nó bóng như cái gương luôn á. Nó cái tay nắm cực kỳ đẹp anh em ha. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn á. Rồi, rửa chén cho nên là nó tiếp xúc với nước, cho nên là người ta toàn là làm bằng inox không à. Đó, còn chiều cao lên tới cái dành trên là khoảng 9 tấc anh em nha. Rồi, nó thì đây nó có những cái ngăn cho mình ha, cái ngăn kéo cho mình, em mở thử ra cho anh em xem bên trong luôn. Đó, anh em thấy ha, nó ở trong đó nó có một cái ngăn, nó cũng có cái kệ để anh em để nồi niêu, son, chảo, thớt hay gì đó.
và một cái ống luôn anh em ha, cái ống nước ha, ống thoát nước ra luôn ha, khi mình rửa tay rồi nó truyền ra cái ống thoát nước ra qua đó nha anh em. Đó, còn cái này thì cái kệ này để nồi niêu son chảo những cái dụng cụ làm bếp ha. Nó cái ống cũng khá là chất lượng anh em nha. Có sẵn cái ống ruột gà ra cho mình luôn. Nói chung là mua về chỉ lắp vô xài thôi. Nó còn đầy đủ tem mát của Nhật luôn anh em ha. Thương hiệu Lisi. Rồi, anh em nhìn qua bên trái thì anh em thấy ha. Đây, cái phần này là bên phải chứ. Anh em nhìn qua bên phải anh em thấy ha. Khá là đẹp ha. Góc bên hông khá là đẹp luôn nha. Cái màu cà phê, màu trắng, trắng sữa. Hơi cà phê. Rồi ở đây nó có cho mình là một cái ngăn để dao anh em ha. Nó có bốn cái khe thì anh em có thể để được bốn con dao nha. Đó, rất là đẹp. Tình trạng chưa có qua sử dụng là thấy là mê rồi nha anh em. Hàng Nhật cực kỳ hiếm nha. Rồi, ok anh em. Thì cái tổng thể chiều dài của nó từ cái kệ nhỏ qua tới cái kệ lớn là 1m8 nha anh em. Rồi thì cái này á, là chưa qua sử dụng luôn. Hiện tại bên em đang bán với giá là 11 triệu nha anh em. 11 triệu nha, nó thương hiệu Lisi, hàng nội địa Nhật Bản, anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái sản phẩm rất là hay nữa, đây là cái tựa lưng công thái học. Đó anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha, cái này anh em có thể để trên những cái ghế thẳng luôn. Đó hoặc là mình để trên những cái mặt phẳng giống như vậy rồi mình ngồi lên cũng được luôn. Mà mình có thể để trên những cái ghế dựa khác cũng được, để thêm vô cũng được luôn. Thì cái này á, là nó thiết kế là công thái học, là một trong những cái công nghệ mà là trị đau lưng anh em nha. Đó, những cái công nghệ mà trị đau lưng, vật lý trị liệu rất là hay. Bởi vì cái xương sống của mình á, khi mình ngồi vô anh em thấy không? Cái xương sống mình, đây là cái phần mông mình nè, đây là phần xương sống nè. Nó phải là cố định lại như vậy. Thì khi mà anh em mình ngồi ghế văn phòng, mình ngồi lâu, hoặc là những cô chú bác lớn tuổi, hoặc là thậm chí những cái em bé học sinh đồ đó, đi học đồ đó, cũng cần phải ngồi đúng tư thế. Để mà mai mốt cái xương của mình về sau nó sẽ không có bị đau, bị nhức mỏi hay là bị thoát vị đĩa đệm ở những cái vùng đốt sống ở chỗ này. Đó, bởi vì khi mà mình ngồi không có cái này thì cái lưng mình nó sẽ gập, nó gập rất là nhiều, nó bị trật đi, nó trật cái vị trí của nó đi nha anh em. Cho nên người ta sản xuất ra cái này. Đó, sản xuất ra một cái là cái tựa lưng công thái học như vậy để anh em để vô, anh em ngồi vô mình có thể tựa dựa ra phía sau luôn. Nó rất là cứng nha anh em. Đó, mình có thể dựa thoải mái ra phía sau luôn, nó cũng rất là cứng, rất là êm ha, đỡ mỏi lưng. Ngồi lâu rồi ha, những chị em làm văn phòng rồi ngồi lâu rồi mình lót lên cũng khá là ok. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá 200k một cái thôi. Nó, cái này chỉ có 200k một cái thôi. Hiện tại cái này thì em còn cái màu xám và màu xanh. Nó cái màu nào cũng đẹp và rất là sạch. Rồi, thì anh em mà quan tâm thì inbox giúp em ha, 200k một cái nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình một sản phẩm rất là đặc biệt ha. Đây là một cái hộp nhạc. Đó, đây em mở ra cho anh em xem nha. Đó, đây. Đây là một cái hộp nhạc của Nhật anh em nha. Đây nè. Đó, đây là hộp nhạc của Nhật của thương hiệu là Sankyo. Đó, anh em mình nhìn thấy ha, đây cái thương hiệu nè. Sankyo. Đó, đây nó còn cái tem mác của người ta luôn nè. Rất là đẹp. Cái hộp thì bằng gỗ, còn cái bộ nhạc bằng cơ ở trong đây thì làm bằng đồng anh em ha. Rất là đẹp ha. Rồi. Thì ở đây á, cái hộp này em sẽ đo trước cái kích thước cho anh em để anh em hình dung được cái độ lớn nhỏ của nó nha. Rồi cái hộp này thì nó có cái chiều dài khoảng là 29cm anh em nha. Rồi chiều rộng của nó là 16cm. Đó, còn về chiều cao, chiều cao của nó là 8cm, 8,5cm. Rồi cái hộp nhạc này rất là hay anh em. Đây là ở phía sau nè, đây à, cái đồ lên cốt của nó nè, có thương hiệu là Sankyo nè. Đó, Sankyo ha. Anh em chỉ việc mình lên cốt ở phía sau này thôi thì nhạc nó sẽ cho mình nha. Đó. Đó, anh em chỉ việc mình dặn code ha. Đó. Đây nè. Đó, chơi những cái bản nhạc rất là Nhật Bản luôn anh em nha. Đó, khá là hay.
khá là hay luôn nha anh em. Đó, rồi ok anh em. Đó, cái hộp nhạc này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, mỗi lần anh em lên code là nó chơi nhạc cũng rất là lâu anh em ha. Âm thanh cũng khá là lớn, rất là hay. Rồi, hộp nhạc này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, anh em thấy ha, tình trạng còn rất là đẹp. Ở trên đây là mặt kính nha. Còn bên đây nó có một cái ngăn trống để dành cho anh em mình có thể để được ha. Nữ trang, vàng, bạc hay là nhẫn gì đó, nó mình có thể bỏ vô nha anh em. Rất là đẹp ha, ngoại hình còn khá là đẹp luôn nè. Đó, anh em có thể mua sưu tầm nha. Cái này nó rất là hiếm. Rồi, giá 4,5 triệu, anh em nào quan tâm thì anh bóc giúp em nha. Nay vô mùa mưa gió rồi nha anh em. Đó, nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy rửa xe sử dụng điện rất là xịn sò luôn, của thương hiệu là Nichido. Đó, thương hiệu Nichido. Đó, Nichido Nhật Bản nha anh em. Rất là xịn sò luôn nha. Thì em sẽ nói sơ về cái máy rửa xe này. Thì đây là một cái máy rửa xe sử dụng điện, nó rất là tiện lợi cho anh em mùa mưa này nha. Đó, thì bây giờ đi theo nó những bộ phụ kiện là gồm một cái cọng dây anh em ha. Dây này nó rất là dài anh em ha, nó dài trên 10 mét. Đó, dây này rất là dài thì anh em có thể rửa xe ô tô, xe máy các thể loại nha, bởi vì dây kéo rất là dài nè. Rồi, đi kèm nó là nó có cho mình một cái cây súng. Đó, súng này là xịt rửa xe ha. Cái đầu này là đầu đa năng nha anh em. Đó, cái này là mình chỉnh cái tia xè hoặc là cái tia gom là cũng bằng cái đầu này. Rồi, ở đây nó có thêm cho mình là một cái thanh nối dài nữa. Nếu như mà mình muốn mà xịt dài á thì mình gắn cái thanh nối dài này vô. Đó, là nó sẽ thành cây súng dài. Rồi, và nó có luôn cho mình cái bình xà bông. Cái bình xà bông này rất lợi hại nha anh em. Thì khi mà anh em gắn vô như vậy nè, đó là anh em mình bỏ xà bông, ví dụ như là những cái dung dịch mà rửa xe không chạm hoặc là xà bông rửa xe, thì khi anh em xịt vô trong cái xe, nó gắn cái bình này vô thì nó sẽ đánh bọt tuyết ra luôn. Nó y như là rửa xe bọt tuyết nha anh em. Rất là dễ dàng cho mình để mình rửa xe nha. Rồi, còn đi kèm nó là nó có luôn cho mình là đây. Đây là cái lọc ha anh em. Cái lọc này là anh em gắn vô trong cái ống hút á. Bởi vì nó khi mà nó hút vô á thì nó thí dụ bụi bẩn rồi nó sẽ không hút vô trong cái máy của mình. Rồi, và đây là cái đầu rắc nối nhanh. Đó, rắc nối nhanh này cũng rất là lợi hại. Anh em thao tác gỡ rắc nối trên máy ra rất là nhanh ha. Chỉ việc một lần rút ra là ok. Rồi, thì còn về cái máy. Đây, đây cái máy khá là nặng nha anh em. Đó, cái máy này siêu nặng ha. Nó nặng khoảng là 8-9 kg lần nha anh em. Rất là nặng nha. Đó, ở đây có cái đồng hồ hiển thị áp nè. Rồi, cái máy này thì cái công suất của cái máy anh em ha. Công suất của cái máy là 1000W anh em ha, 7 lít trên phút nha. Đó, của thương hiệu là Nichido. Công tắc on off thì nằm ở đây. Rồi, thì bây giờ á, em cũng không để anh em chờ lâu. Em cũng sẽ test thử cái khả năng cũng như là cái hiệu quả của cái máy này khi rửa xe cho anh em xem luôn nha. Dạ rồi, thì bây giờ em đã lắp đặt cái máy này xong. Bây giờ em test thử cho anh em luôn ha. Thì anh em mình nhìn vô, cái cách lắp đặt cũng rất là đơn giản. Nó chỉ có hai cái cọng dây thôi. Một là cái dây truyền nước vô máy, và cái hai là cái cọng dây từ máy truyền ra cái cây súng. Đó, chỉ việc vậy thôi, rồi mình ghim điện mình xài thôi. Nó rất là đơn giản luôn nha anh em. Nó anh em nhìn cái cọng dây áp của nó cực kỳ dài ha. Mình có thể kéo đi, nó đứng để cái máy ở một chỗ, mình kéo đi xung quanh nhà cũng được luôn nha. Bởi vì dây dài nó hơn 10 mét nha. Rồi, thì ở đây có cái công tắc on off nằm ở đây nè. Em chỉ việc em bóp vô ha. Rồi, là được. Rồi, thì ở đây nó có cái cò nè anh em. Đó, cái cò ha. Rồi, chỉ việc mình bấm thôi. Đó, rất ngon lành anh em nha. Cực kỳ mạnh luôn nè. Em thổi bay những cái lớp xi măng cũ ở đây cho anh em coi luôn nè. Đó, đó, rất là ok. Siêu mạnh anh em nha. Em test thử luôn với cái bì cắt tông cho anh em coi ha. Đó, đứt luôn anh em nha. Cắt cái bìa cắt tông cực kỳ ngọt anh em nha. Đó,
rất là mạnh nha. Rồi thì bây giờ em đẩy xe vô em thử cho anh em mình coi luôn. Đó, xịt rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Đây, em xịt rửa xe, nó xe ở đây dơ ha. Xịt nè. Đó, ra. Còn mình muốn chỉnh chế độ xè nè anh em, chỉ cần quẹt dẫn này thôi. Đó. Ha, xè hoặc gươm gì đó. Cực kỳ mạnh anh em nha. Đó. Đó. Cái chế độ xè này thì mình cũng có thể là mình tưới cây hoặc là phun thuốc trừ sâu cũng được anh em nha. Đó, còn chế độ gươm thì mình rửa xe rất là sạch ha. Đó. Rồi, còn về cái bình xà bông á, thì anh em chỉ việc mình bỏ cái xà bông vô là mình phun thôi. Tại ở đây em không có xà bông, chứ không em có là em test thử cho anh em coi luôn rồi. Rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi, đó anh em thấy ha, hiệu quả rất là tuyệt vời. Cũng như là đi kèm nó là nó có luôn cho mình một cái dây này. Cái dây này là dây cấp nước vào á. Và cái máy này là nó có khả năng là tự hút luôn nha anh em. Máy này nó có khả năng là tự hút luôn, cho nên mình chỉ việc mình bỏ vô trong cái thùng bê để cho nó hút cũng được. Mà mình cấp nước trực tiếp từ vòi xuống cũng được. Đó, nhưng mà thật ra là cái kinh nghiệm của em á, là mình cấp nước là nó sẽ ngon hơn. Bởi vì cái máy nó hoạt động nó sẽ nhẹ hơn. Và cái độ bền của nó sẽ rất là cao nha anh em. Dạ rồi, thì em vừa test xong cái hiệu quả cũng như cái công suất của cái máy rửa xe sử dụng điện của Nishido này thì anh em thấy rồi ha. Đó, một cái hiệu quả rất là tuyệt vời để cho anh em mình rửa xe nè, vệ sinh nhà cửa nè, sân vườn nè, cũng như là rửa các loại xe, xe máy, xe ô tô, các thể loại cho mình luôn nha. Rồi, mà cái thiết kế của nó cũng cực kỳ gọn gàng luôn ha, y như em quay luôn. Rồi, thì cái máy này bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. Đó, 1.1 triệu nha. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy rửa xe sử dụng điện của Nishido Nhật Bản này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá sử dụng điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em, thì cái mẫu máy thổi lá này là nó sử dụng điện 100V ha, công suất là 400W. Rồi, đi kèm nó là gọn gàng như vậy, anh em ghim vô điện là mình xài thôi. Nhưng anh em lưu ý là điện của Nhật là điện 100V nha. Nó gồm cho mình hai cái phụ kiện là một cái ống này để anh em thổi nè. Còn nếu như anh em mà mình muốn hút á, mình muốn hút bụi á, tại cái máy này nó đa năng luôn. Mình mở cái này ra, mình đưa cái này về đây. Đó, cái đầu này. Rồi, mình cắm cái ống vô trong đây. Đó, thì nó sẽ hút bụi, nó hút bằng cái đầu ngang ở dưới đây. Và nó đựng bụi ở trong đây. Nó khá là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái mẫu máy này là máy hút thổi bụi đa năng. Đó, vừa hút và vừa thổi luôn. Rồi, thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá chỉ có 320k thôi. Tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn ha. Rồi, ok anh em, 320k, điện 100V. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu bình giữ nhiệt hàng nội địa Nhật rất là xịn sò luôn anh em ha. Thì cái bình này nó giữ đá là siêu lâu, nó giữ là bữa trước tới bữa sau cũng còn nữa nha anh em. Nó cái này á, là cái màu nhôm xước rất là đẹp, những cái màu này thì nó sẽ rất là ít trầy. Đó, và cái này á, là nó làm bằng cái hợp kim không rỉ anh em nha. Đó, cho nên là nó rất là an toàn. Hàng nội địa Nhật thì anh em cứ yên tâm nha. Đi kèm nó có cái nắp này cho mình luôn nè. Cái nắp này á, thì anh em có thể mình uống, mình mở ra để mình uống trực tiếp luôn. Hoặc là cầm ống hút vô cũng được. Còn không xài thì mình đậy lại. Đó, cái bình này thì cái dung tích của nó là 670ml nha anh em. 670ml. Thường á, những cái mẫu bình này anh em để trên xe ô tô ha, nó rất là lâu, mình để ngoài cũng rất là lâu. Nếu như anh em đổ đầy đá vô đây, mình đổ đầy đá vô rồi mình uống nước á, thì anh em để là bữa trước tới bữa sau nó vẫn còn đá luôn nha anh em. Đá nó giữ siêu lâu, mà nó hay cái chỗ là nó không có tươm mồ hôi. Không tươm mồ hôi tức là khi anh em bỏ đá vô trong đây á, thì nó sẽ không có bị rập rập những cái hạt nước ra ngoài làm ướt bàn. Đó, cái này là cái công nghệ của Nhật cực kỳ hay luôn nha anh em. Rồi, thì cái lô này nay em mới về lại cho anh em, thì cái này em bán một cặp anh em nha. Một cặp bình này là 400k nha anh em. Đó, một cặp bình này là 400k.
Đó, bình giữ nhiệt hàng nội địa Nhật ha, giữ lạnh là siêu lâu, giữ ấm cũng khoảng 8 tới 12 tiếng. Còn nếu như anh em mà giữ lạnh á, nó mình giữ lạnh thì nó khoảng là, nếu như anh em đổ đầy đá vô như em á, em hay xài là em hay đổ đầy đá vô là em làm nước em uống á, thì có thể là em để bữa trước tới bữa sau cũng còn đá luôn nữa. Đó, nó rất là hay nha anh em. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu bình giữ nhiệt này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Một cặp là 400k nha anh em, rất là cao cấp nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu là thước kẹp điện tử nha anh em. Đó, đây, đây là cái mẫu thước kẹp điện tử rất là xịn sò cho anh em luôn. Cái đường, cái này là nó kẹp được tối đa là 150mm nha anh em. Đó, 150mm. Thì anh em chỉ việc là mình mở ra mình kẹp thôi. Mình có thể đo bất cứ cái gì mà mình muốn ha, từ cái hình tròn cho tới hình vuông. Đó, ví dụ như em muốn đo cái cán của cái này thì em chỉ việc em kẹp lại thôi. Đó, 15.6 nha. Đó. Rồi còn ví dụ như anh em có thể mình đo cái lỗ nữa nha. Ví dụ đi, ví dụ em đo cái đường kính của cái lỗ ở trong đây nè. Đó, cái lỗ của cái này thì em đưa cái này vô. Đó, em đo như vậy thôi. Đó là ra ha, lỗ nó nè. Đó, nó khá là hay cho anh em ha. Ví dụ anh em làm mỹ nghệ hoặc làm những cái gì đó, sử dụng những cái chi tiết nhỏ mà mình cần độ chính xác cao thì mình sử dụng những cái cây thước kẹp này thì khá là ok nha. Rồi, cái cây thước kẹp này á thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 480.000 thôi. Đó, 480.000 full hợp như vậy cho anh em mình luôn nha. Đó, xài xong thì bấm tắt. Rồi, ok, 480k. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Panasonic hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì cái mẫu này thì đợt này em về nó khá là đẹp cho anh em mình luôn nha. Đó, rồi, thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế của cái mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rồi, thì cái con này á, em sẽ cho anh em coi sơ cái công suất ha. Công suất của cái mẫu máy lọc không khí này là 52W nha anh em. Điện là của Nhật là điện 100V. Và cái con lọc không khí này thì em sẽ nói sơ qua cái chức năng của nó nha anh em. Thì tất cả những dòng máy lọc không khí thì hầu như là nó này đều có chung cái chức năng là nó lọc không khí nè, lọc bụi nè, khử mùi nè, ion hóa không khí nè. Và một cái chức năng cũng rất là quan trọng nữa, đó là chức năng bù ẩm. Rồi, thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó sẽ hút một cái lượng không khí vô trong cái máy này và thải ra một cái không khí đã lọc rồi. Đó, ở bên Nhật người ta là rất là quan tâm tới vấn đề sức khỏe, cho nên hầu như nhà nào cũng có một cái máy lọc không khí hết, cho nên hầu như người ta sống rất là lâu. Đó, rồi, còn á, cái chức năng quan trọng là như em nói là cái chức năng bù ẩm. Thì bù ẩm là một cái chức năng mà anh em bên hông nè, nó đều có một cái ngăn nước. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này. Đó, anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này thì anh em đóng lại. Trong cái quá trình mình sử dụng, mình chọn cái chế độ bù ẩm. Thì ví dụ như là anh em hay ở máy lạnh nè, hay ở những cái môi trường khô nè, những anh em hay bị khát nước, bị khô, hay là những cái môi trường mà nó oi bức, nó bị khô á, thì mình sử dụng cái chế độ mà bù ẩm thì nó sẽ làm dịu cái không khí lại. Nó làm cho mình cảm giác rất là thoải mái. Thật sự là anh em ngồi gần những máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác rất là thoải mái nha. Đó, rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước trước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mẫu máy lọc không khí này là chiều cao của nó là khoảng 60. Đó, chiều cao là khoảng 60 nha anh em. Khoảng 59 ha. Đó, rồi. Chiều ngang của nó là 32 nè. Còn về cái độ dày ha anh em. Cái độ dày của nó là 24. Đó, 59 x 32 x 24 anh em ha. Đó, đo coi nó có phù hợp với cái nhu cầu cũng như không gian của anh em hay không. Với một cái máy lọc không khí mà công suất 52W như vậy là nó cũng thuộc dạng là hàng công suất cao trong cái dòng máy lọc không khí anh em ha. Đó, cho nên là anh em ví dụ như là 52W thì nó cũng như một cái bóng đèn thôi. Anh em có thể mình mở cả ngày, nó suốt ngày sáng đêm gì đó mình mở. Nó ở trong phòng ngủ cũng được, phòng khách cũng được ha. Thường những cái mẫu máy cỡ này thì anh em lọc được trong cái phòng khoảng 30m² là ok. Đó, 30m² đổ lại thì nó rất là ok nha. Đó, còn về cái phần ở đây nè, nó ở đây nó có cái lưới lọc. Thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày, đó, mình có thể lấy cái lưới lọc ra vệ sinh. Hoặc là lâu năm thì mình có thể mình thay lưới lọc cũng được. Cái lưới lọc này á, thì ở ngoài thị trường bán vài trăm ngàn thôi. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ ghim vô điện em test thử cho anh em mình luôn nha. Đó, em ghim vô điện, điện 100V ha. Hàng nội địa Nhật, điện zin của Nhật là điện 100V. Đó, thì ở đây nè,
có cái nút on off bật lên thôi. Rồi còn ở đây là anh em chọn chế độ. Thật ra nó có mấy nút à, anh em chọn vài lần là anh em sẽ quen nha. Đó, chế độ mạnh nè, chế độ nhẹ nè, chế độ ban đêm khi ngủ nè. Nó cái chế độ khi ngủ là nó sẽ không có ồn ào luôn. Đó, còn em thì em hay thích chế độ mạnh để cho nó khỏe. Cái chế độ mạnh thì nó mát anh em ha. Đây nè, đó anh em thấy không, cái lượng gió bay ra ha. Đó, đây nè. Đó, nếu như anh em ngồi gần nó thì mình có cảm giác như là nó gần giống như chức năng của một cái máy quạt nha anh em. Nếu như mình ngồi gần nó thì mình thấy nó cái chức năng nó giống như một cái máy quạt ha. Nhưng thật sự là nó đã lọc không khí rất là nhiều, nó đã hút một cái lượng khí bụi bẩn vô và nó thải ra cái không khí trong lành hơn. Mình ngồi gần mình sẽ nghe rất là khỏe nha anh em. Rồi ok, thì cái con này tình trạng khá là đẹp ha. Đó, y như là em quay luôn. Rồi y như vậy. Thì cái con này bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này thì giá là 1,7 triệu ha. Và điện zin của Nhật là điện 100V. Nó là giá 1,7 triệu. Nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu sử dụng điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho anh em luôn. Thì giá của nó là 1,8 triệu. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Cái này mình có thể mua để trong nhà hoặc mua cho những người lớn tuổi thì rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Điện zin của Nhật là giá 1,7 triệu, còn lên điện 220 là 1,8 triệu. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn đổi đầu của thương hiệu là Swiss-Tech. Thì cái thương hiệu Swiss-Tech này là của Thụy Sĩ anh em ha. Đây là cái đèn đổi đầu của Thụy Sĩ nè. Thì anh em nhìn vô mình thấy nó có cái đèn đổi đầu, cái dây đeo để đổi đầu với lại là cái cáp sạc. Đó, thì cái đèn này á, là anh em xài xong thì mình chỉ việc mình sạc rồi mình xài tiếp thôi. Nó rất là tiện lợi anh em nha. Và cái này độ sáng của nó chiếu xa lên đến 140m anh em ha. Chống nước là IPX4 và cái hiệu suất của nó là 550 lumen. Rồi thì cái cây đèn này á, nó cũng khá là ok anh em ha. Tình trạng là mới chưa có qua sử dụng luôn nha. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi ok. Rồi thì cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. 490k, một cái cây đèn đổi đầu của thương hiệu là Swiss-Tech Thụy Sĩ ha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giúp em ha. Cái đèn này thì nó thích hợp cho anh em mình đeo vô để mình sửa chữa điện tử, sửa chữa điện hay là làm những cái công việc gì đó lặt vặt ha. Rồi ok, giá là 490 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì chốt cây này giúp em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, máy in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô, nó số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Nó cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy vắt nước cam rất là to luôn anh em ha. Đó, cái này là của thương hiệu là Liebenland. Cái này là một cái thương hiệu của Đức nha anh em. Rồi thì cái mẫu ép nước cam này nó rất là hay. Anh em chỉ việc mình bỏ cam vô trong đây thôi. Đó, mình bỏ cam vô trong đây. Rồi mình có trên đây có cái cần này, mình gập xuống mình đè xuống thì cái này nó sẽ kết hợp nó quay, nó xoay. Đó, nó xoay thì nó ra nước ở phần này. Đó, thì những cái phần này thì anh em có thể dễ dàng tháo rời ra nha anh em. Đó, mình có thể dễ dàng tháo rời ra để mình vệ sinh, mình rửa nha. Đó, thì cái này nó rất là to, rất là khỏe anh em ha. Đó, mình đè nó sẽ không có đau tay như những cái mà bình thường khác. Rồi, thì cái này cái công suất của nó là lên đến 600W anh em ha. Điện là điện 220, công suất 600W. Cái bình này nó chứa được khoảng 400ml nước cam nha anh em. Đó, rồi cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình dễ hình dung nha. Từ ở dưới phần chân lên đây là khoảng 30.5 cm. Đó, còn về cái phần đường kính của nó thì tầm khoảng là 20 cm.
Đó, những cái phần này dễ dàng tháo rời ra, rất là tiện lợi cho anh em mình vệ sinh nha. Rồi thì cái máy ép nước cam này thì bên em đang bán với giá là 990k anh em ha. Đó, máy ép nước cam của Đức nha, 990k. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha anh em. Ở đây em về lại được cho anh chị em mình là cái dòng xe đạp thể dục thể thao chạy ở trong nhà. Đó thì đây là cái mẫu xe đạp thể thao chạy trong nhà rất là xịn sò ở bên em luôn nha. Thì anh em mà khi mà mình có cái nhu cầu mà tập luyện thể dục thể thao, nếu như anh em mà không có muốn ra đường bụi bặm hay là chạy xe nguy hiểm gì đó thì mình có thể chạy tập tại nhà bằng cái mẫu xe này ha. Rồi thì cái mẫu xe này thì anh em nhìn vô thấy thiết kế khá là đẹp luôn nha. Đó, nó rất là to nha anh em. Nè, em đặt bàn tay vô là anh em thấy rồi ha. Nó rất là to. Rồi thì ở đây á là anh em nhìn tổng thể là mình thấy ha, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn luôn. Rồi thì cái này á, cái phần này thì cái phần yên nè, anh em có thể là mình tăng giảm cái chiều cao theo cái thân hình của mình. Đó, ví dụ mình thấp thì mình hạ cái yên xuống, mình chỉ cần dặn con ốc này hạ xuống thôi. Còn hả mình cao thì mình tăng lên, thì cái xe này thích hợp cho anh em từ 1m4 cho tới 1m8, 1m9 luôn. Đó, anh em vẫn chạy ngồi thoải mái luôn nha. Rồi cũng như là cái phần yên này ha anh em. Đó, cái phần yên này mình có thể là đưa ra đưa vô được nè. Đó, rồi cái phần chiều cao thì tăng lên tăng xuống, cho nên là khi mình ngồi lên mình cảm thấy như thế nào là phù hợp, như thế nào là thoải mái thì là ok. Đó, rồi còn ở đây nó có cho mình cái nút điều chỉnh anh em ha. Cái nút điều chỉnh này á là điều chỉnh nặng nhẹ. Ví dụ như là mình chạy với chế độ nhẹ thì mình cảm thấy mình chạy nhiều quá rồi, mình không có mệt thì mình tăng cái chế độ nặng lên. Đó thì nó sẽ đạp nặng hơn. Đó, khá là hay ha anh em. Cái phần cổ cũng vậy luôn, phần cổ anh em cũng có thể tăng giảm chiều cao phù hợp với tư thế ngồi của mình luôn. Rồi còn về cái phần mặt trước thì anh em nhìn vô tổng thể là anh em thấy ha. Ở trên đây nè, nó có hai cái ngăn cho anh em để hai cái chai nước anh em uống ha. Có thể trong cái quá trình mình vừa chạy vừa uống nước cũng được. Còn về cái phần ở trên đây thì anh em có thể để những cái thiết bị di động như là điện thoại hay là iPad gì đó để mình xem anh em ha. Nè, đây nè, nó có cái thanh này nữa. Khá là ok. Đó, ví dụ như anh em ấy thì anh em chỉ việc để vô thôi. Đó, để ra mình kéo cái này lên. Đó. Rồi, nó như vậy là nó cố định rất là chắc chắn cho mình luôn nha anh em. Đó, rồi, ok anh em. Còn về cái phần mặt điều khiển, cái mặt này là mặt đồng hồ, nó đồng hồ thông minh. Tức là cái này nó sẽ đo cho mình được là cái thời gian mình chạy là bao lâu nè. Rồi cái số calo mình tiêu thụ nè là bao nhiêu nè. Và cái số quãng đường mình chạy là bao nhiêu. Nó khá là hay cho mình luôn nha anh em. Rồi còn về ở dưới đây, cái phần dưới đây thì cái phần trước của nó có cho mình hai cái bánh xe. Để khi mà anh em di chuyển một người, anh em có thể là dỡ cái phần bánh ở sau lên, anh em kéo đi được luôn ha. Rồi khá là tiện lợi. Cái này bây giờ em leo lên em ngồi em đạp thử cho anh em, để anh em mình hình dung được luôn nha. Đó, cái phần yên đạp thì anh em thấy nó có một cái phần này cho mình là để cho mình là chống trượt, với lại là để giày mang dép vô á, để cho dễ chạy anh em ha. Đó, rồi khá là ok anh em nha. Đó, tư thế thì cái cần cổ này mình có thể mình chống tay theo ở đây cũng được, ở đây cũng được, ở trước cũng được, hoặc là dưới đây cũng được, theo cái tư thế nào mà mình thấy là thoải mái nhất. Đó, để khi mình tập luyện thể dục thể thao là ok. Đó, khá là hay luôn nha anh em. Đó, thì một cái chiếc xe đạp thể thao nó tích hợp rất là nhiều cái tính năng. Đó, thì nó rất là hay để dành cho anh em tập thể dục thể thao tại nhà, những cô chú bác lớn tuổi. Đó, mình vận động, mình đạp xe thì rất là tốt cho sức khỏe luôn nha. Đó, còn nếu như anh em muốn tăng cái độ nặng thì mình chỉ việc mình dặn ở phần trên đây lên là được rồi. Đó, thì trong cái quá trình mình đạp, anh em thấy cái số km này nó sẽ tăng lên từ từ nè. Đó, 0.8, rồi cái mình đạp chút nữa thì nó qua 0.9. Đó, thì nó sẽ tăng cái quãng đường của mình lên. Đó, ở đây là nó hiển thị ha anh em. Đó, thấy không? Nó tăng lên nè. Cũng như là bên đây á, thì là cái thời gian. Rồi, còn bên đây là số calo tiêu thụ. Đó, thấy không? Rất là ok. Rồi, còn cái phần bàn đạp anh em thấy ha, cái phần bàn đạp này á, là nó có cho mình là cái này là chống trượt anh em ha. Khi quá trình mình đạp nó không có bị trơn trượt nè, nó khá là hay luôn. Rồi thì tình trạng của cái xe đạp thể thao này á, là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng chưa qua sử dụng luôn, rất là ngon cho anh em luôn ha. Giá là 4.7 triệu nha anh em. Đó, giá là 4.7 triệu, yên thể thao này, yên rất là dày, ngồi cực kỳ êm luôn nha anh em.
Đó, khá là ok. Rồi thì anh em mà mình quan tâm tới mẫu xe đạp thể thao tại nhà này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thì hôm nay em lên cho anh chị em là một cái ghế sofa đôi. Nó đôi là nó gồm hai ghế và nó có khả năng chỉnh điện luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Cái này là hàng xuất khẩu anh em nha. Đó, cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu qua bên Mỹ ha. Đó, cái lô này thì xuất dư nha. Số lượng thì có vài chục bộ ha. Rồi thì cái này anh chị em mình nhìn vô là mình thấy cái độ hầm hố của nó rất là lớn. Rồi em vô ngồi thử cho anh em mình coi luôn. Đó, khi mà ngồi anh em thấy mình rất là nhỏ so với cái ghế này luôn nha anh em. Đó, rất là nhỏ bé so với cái ghế này luôn nha. Rồi, đó thì cái này nè. Anh em coi ha, cái mặt này nó làm bằng da nhân tạo, rất là đẹp nha. Nó cái da cái màu xám này cực kỳ sang. Thì thường những cái mẫu này á là do ở bên Mỹ họ đưa cái vật liệu về cho Việt Nam mình làm, cho nên nó rất là chất lượng. Rồi thì cái này á là ghế chỉnh điện, cho nên là bên em là ghim vô trong ổ điện anh em ha. Phía sau nó nè, ở phía sau nó có cái cọng dây, nó mình chỉ cần ghim vô điện thôi và điện nó auto volt luôn từ 100 cho tới 220, cho nên là điện Nhật, điện Mỹ hay là điện Việt Nam đều xài được hết luôn nha. Và cả hai bên ghế thì nó đều có cái phần chỉnh điện. Một cái chui là chui USB để anh em cắm có thể sạc điện thoại trong cái lúc mà mình ngồi thư giãn luôn. Rồi và hai cái nút này là hai cái nút chỉnh điện anh em nha. Đó, đây em chỉnh điện thử cho anh em coi nè. Đó, đây trước tiên là em chỉnh điện cái phần tựa lưng anh em ha. Này, cho tựa ngã ra phía sau nè. Đó, đây rất là xịn sò anh em nha. Đó, đây là ngã ra trước, ngã ra sau nè. Rồi, còn cái này là cho. Đó. Nè, anh em thấy không? Đó, em cho nó nằm ra luôn nè. Đó, nằm thoải mái ra luôn anh em ha. Thì cái tư thế nằm như vậy mình rất là thoải mái. Mình cực kỳ là mình thư giãn ha. Và cũng như cái phần đầu này nè, mình có thể gối lên, gối xuống được luôn ha. Tất cả điều chỉnh bằng điện hết nha anh em. Đó, tất cả là em điều chỉnh bằng điện hết. Cho nên là nó rất là xịn sò anh em ha. Đó, rồi, đó, em một cái nè. Đó, rồi em thu vô nè. Đó, chỉ vì em bấm nút thôi là tự động nó sẽ thu về và nó khép cái phần chân lại luôn anh em nha. Tất cả đều bằng điện cho nên là nó rất là tiện lợi. Anh em chỉ việc mình ngồi mình bấm thôi và nó đúng cái tư thế mình cảm thấy thoải mái nhất là mình tắt thôi. Đó, rất là hay nha. Rồi thì bây giờ á, cái này nè em sẽ mở ra lại hết và em đo cái kích thước cho anh em mình luôn để anh em mình ha. Mình nắm được cái thông tin của cái ghế này. Thì hai cái này á, đó em mở thẳng ra hết như vậy luôn. Tư thế này là mình có thể nằm ngủ thư giãn luôn nha anh em. Rồi trước tiên nè, là em sẽ đo cho anh em trước là cái chiều dài của cả hai cái ghế này đi. Rồi chiều dài từ bên đây, rồi từ bên đây qua tới bên đây là khoảng 1m94. 1m94 là gần 2m anh em nha. Đó, chiều dài là gần 2m ha. Còn trước tiên là chiều cao của cái phần ghế ngồi. Đó, cái chiều cao của cái phần ghế thẳng đứng mình ngồi ha, là khoảng là 50 anh em nha. Nó từ dưới đất lên 50 nè. Rồi cái phần tựa lưng, rồi cái phần tựa lưng anh em nha. Tựa lưng của nó là khoảng 1m08, 1m07. Đó, tựa lưng là 1m07. Rồi còn chiều ngang lọt lòng, lọt lòng ở trong cái phần ghế ngồi. Chiều, cái này là chiều sâu ha, cái này là chiều sâu vô là khoảng 55. Rất là rộng anh em ha, rộng thì mình ngồi rất là thoải mái. Còn cái phần phần lọt lòng, lọt lòng của cái chỗ ngồi nè, nó lọt lòng của nó là khoảng 60 anh em nha. Những anh em mập hay là ốm gì đó cũng đều ngồi được luôn nha. Ở bên đây mình nó có cái phần để tay. Cái phần để tay này thì anh em có một cái ngăn giống trong xe ô tô anh em ha. Đó, cái phần để tay này á, nó có một cái ngăn anh em có thể để được những cái đồ dùng vật liệu dụng gia đình ha, như là điện thoại, sách viết rồi đó ha. Rồi còn ở đây nó có cho mình một cái nữa là khi anh em mở ra, nó có cho mình cái ngăn này á, là hai để được hai cái cốc nước anh em nha. Nó như cốc trà sữa vậy đó. Rồi y chang trên xe ô tô luôn, mà những cái mẫu xe ô tô mà dạng VIP mình mới có những cái ghế này. Đẩy vô, đẩy ra, rất là xịn ha. Cả hai bên nó đều có cái nút chỉnh điện anh em nha. Đó, ghế nào cũng có cái nút chỉnh điện để anh em chỉnh điện riêng. Rồi em bấm chỉnh điện cái phần ghế này cho anh em luôn. Đó, rất xịn sò anh em nha, cực kỳ xịn sò luôn nha. Đó, khi em nghiêng hết ra như vậy là cái tư thế này là tư thế nằm nghỉ ngơi.
Thậm chí những cái mẫu ghế này thì nó cũng phù hợp cho anh chị mà mình làm spa, mình làm nail rồi ha. Cũng rất ok luôn. Mà nằm nghỉ ngơi gia đình cũng rất là ok luôn. Cực kỳ tiện lợi anh em nha. Rồi em sẽ bấm lên cho nó, cho nó đứng lên cho anh em mình luôn. Đó. 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 Khá là ok, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cực kỳ hầm hố luôn. Mà quan trọng là cái giá của nó kìa, cũng rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Đó, giá thanh lý của hãng là chỉ có 5 triệu rưỡi thôi anh em ha. Cái này á, là giá thanh lý tại xưởng anh em nha. Giá 5 triệu rưỡi là rất rẻ luôn rồi nha. Đó, chỉnh điện, có chui USB cho anh em sạc điện thoại luôn. Tất cả đều chỉnh điện hết. Ở đây nó có một cái ngăn nè. Đó, em mở lên cho anh em coi một cái ngăn. Dưới đây là một cái đựng cốc nước nè. Đó, ngồi lên cực kỳ thoải mái anh em nha. Rồi, ok, giá 5 triệu rưỡi, tình trạng là mới 100% full thùng cho anh em luôn nha. Anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu ghế này, nó mẫu ghế sofa chỉnh điện mà ghế đôi này, thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Lên cho anh em một cái mẫu nữa, đó là ly nhựa anh em ha. Đây là cái ly nhựa đổi màu của Nhật. Đó, thì cái mẫu ly này nó rất là hay anh em ha. Đó, trước tiên thì em cho anh em xem ha. Cái mẫu ly này nó là ly nhựa đổi màu. Thì cái mẫu ly này á là thích hợp cho anh em, chị em pha nước, trà sữa, rồi các thể loại mình uống ha. Nó rất là vừa vặn anh em ha. Bỏ vô trong cái cốc nước trong xe ô tô cũng rất là ok nha. Rồi, cái ly này nó bằng nhựa và phía trên nó có mỗi cái ly nó có mình cho mình một cái ống hút ha. Và khi gửi hàng cho anh em là nó full hợp như vậy. Đó, hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, y như em quay chữ Nhật nè. Và cái ly này nó có cái thể tích là 710ml. Đó, 710ml anh em ha. Rồi thì cái ly này trên nó có cái nắp luôn, rất là đẹp. Và cái điểm đặc biệt của nó là nó có thể đổi màu khi gặp nước đá. Đó, như ở đây nè. Đó, anh em thấy cái này là cái màu bình thường của nó, khi bỏ nước đá vô là nó đổi màu nè. Rồi thì bây giờ em cũng thử cho anh em xem luôn. Nó đổi màu cũng rất là nhanh anh em. Đó, thì bây giờ em mở cái này ra. Đó, em mở cái ly này ra. Em mở hết ba cái ly ra luôn cho anh em mình ha. Đó. Rồi, em mở hết ba cái ly này ra. Rồi, cái này là đang là nước đá anh em ha. Đó, cái này đang là nước đá nè. Rồi, em sẽ bỏ vô cái ly màu vàng trước nè. Đó. Rồi, anh em có thấy gì đặc biệt không? Nó đổi màu sang màu đỏ cam anh em thấy không? Nó y như là y như nước stain luôn. Đó nè, anh em thấy không? Nó cái nước đá của em, nước lạnh á mà em đổ vô là nó thành y như nước stain luôn nè. Đó, thấy không, nó đổi màu nhìn rất là đẹp anh em ha. Nó đổi màu nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi nó, rồi tiếp theo em đổ qua cái ly màu này nha. Đó, anh em thấy nè, nước nó nước trắng rõ ràng nè, nhưng mà tại nằm trong đây thì thấy màu đỏ. Rồi em đổ qua bên đây. Đó, rồi anh em thấy nó đổi màu thành màu gì? Nó màu tím xanh ha, màu xanh ha. Khá là ok. Đó, rất là đẹp anh em ha. Rồi, tiếp theo em đổ qua cái màu xanh lá cây coi, nó đổi thành màu gì đây. Đó, màu xanh lá cây đọt chuối thì nó đổi thành cái màu xanh lá mạ anh em ha. Nó khác nè, nó anh em thấy không, nó đổi nè, nó đổi làm cho cái màu nó khác rõ ràng luôn á. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, thì đại khái em test sơ cho anh em coi thôi. Khi anh em lấy nước ra, anh em đổ hết nước ra ngoài. Đó, anh em đổ hết nước ra ngoài thì tự động nó sẽ trở về cái màu ban đầu của nó. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, ok anh em, thì cái ly đổi màu này thì bên em đang bán một cái combo gồm 5 cái. 5 cái tình trạng chưa qua sử dụng full hợp như vậy cho anh em luôn nha. 5 cái là giá chỉ có 100k thôi. Nó rất là hay và nó cũng rất là tiện ích cho anh em sử dụng gia đình nha. Đó, anh em thấy rất là đẹp ha. Rồi, ok, 5 cái chỉ có 100k thôi. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em. Cái dung tích của nó là 710ml. Rồi, ok.
mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là ghế văn phòng công thái học anh em ha. Đó, hàng xuất khẩu qua Mỹ anh em nha, cực kỳ xịn sò luôn. Rồi thì em sẽ nói sơ về cái công dụng cũng như là cái mẫu ghế này ha. Rồi thì cái công dụng của nó là nó thiết kế là công thái học anh em nha. Đây nè, đó, thiết kế công thái học đó là nó là một trong những cái phương pháp mà vật lý trị liệu để mà trị những căn bệnh mà đau lưng, thoái hóa cột sống anh em nha. Đó, thì ở đây nó có cái phần này, khi mình ngồi vô hang nó sẽ cố định lại cái phần lưng của mình để cho nó ngồi đúng cái tư thế ngồi hang, để nó giúp cho cái xương sống của mình, cái cột sống của mình đó hang anh em. Đó, nó thẳng lại là nó tránh bị đau anh em nha. Đó, rất là hay khi mà anh em mình ngồi lâu nha. Còn cái phần này là phần tựa cổ nè. Cái phần tựa cổ này anh em cũng có thể điều chỉnh, anh em thấy không? Đó, mình cũng có thể điều chỉnh ra vô ha. Rồi nè, em cho anh em coi tổng thể khi nhìn nghiêng nè. Đó, khi mà anh em ngồi thẳng lên thì anh em sẽ thấy ha, rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo nữa là cái phần tay. Riêng cái phần tay này là ở đây nó có cái nút nè anh em ha. Khi mình bấm là mình có thể tăng lên, tăng lên, tăng xuống, nó tùy thuộc vào cái chiều cao của anh em nha. Đó, nó có những cái nứt nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Nó tùy thuộc vào cái chiều cao để anh em mình ngồi, mình tăng tới tăng lui cho nó thoải mái. Còn cái phần tay này thì anh em cũng có thể đẩy nó ra vô nè. Đó, cũng phù hợp với cái tư thế ngồi để khi mà anh em ngồi mình gác tay cho nó thoải mái nhất nha. Rồi, nó mình cũng có thể là chỉnh ra, chỉnh vô các thể loại luôn. Nó cho nên khi ngồi cái ghế này mình sẽ cảm giác cực kỳ dễ chịu nha. Rồi, một phần nữa là ở đây nó có cho mình là cái bên ti. Cái ti bên này á, là dành cho anh em mình tăng giảm cái độ cao. Nó khi mình tăng giảm cái độ cao mình ngồi á, nó anh em thấy khi mình ngồi nè, nó mình kéo thì nó hạ xuống ha. Rồi còn giờ nếu như mình tăng lên, đó, thấy không? Cái ti này nó có thể tăng lên hạ xuống cho mình ha. Đó, rồi rất là ok luôn nha anh em. Cực kỳ xịn sò ha. Đó, rồi còn nếu mình đứng lên thì mình mở nó tăng lên được nha. Rồi tiếp theo nữa là một cái phần cũng khá là hay, đó là cái phần gác chân. Cái phần gác chân này nó phù hợp cho những anh em mình nghỉ trưa rồi mình có thể ngồi mình để chân lên đây cho nó thoải mái anh em nha. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp luôn anh em ha. Rồi mà cực kỳ chắc chắn luôn anh em. Nó còn khi mà mình không muốn ngồi nữa thì chỉ việc mình xếp ngược lại rồi mình đẩy nó vô trong thôi. Rất là gọn gàng anh em ha. Nó xoay được 360 độ nè. Nó những cái mẫu ghế văn phòng thì phần lớn sẽ xoay được 360 độ thì nó sẽ rất là thoải mái cho mình ngồi. Cũng như ở dưới đây nó có những cái bánh xe cũng đều xoay được 360 độ luôn nha anh em. Ở đây cái phần chân của nó ha. Phần chân của nó là bằng kim loại anh em ha. Kim loại sơn nè. Sơn màu đen rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ chắc chắn. Còn về cái phần mà cái phần yên ngồi á, mình ngồi mình thấy anh em mình nhìn vô là mình thấy ha, nó thiết kế bằng một cái loại vải lưới rất là xịn sò, rất là chắc chắn anh em. Những cái này á, thì anh em ngồi nó rất là mát và nó rất là thoáng anh em ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh em. Trước tiên là cái kích thước chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái phần mặt yên anh em ha. Nó từ dưới đất lên tới mặt phần mặt yên này khoảng 52 và mình có thể là tăng lên tăng xuống anh em nha. Rồi còn cái phần từ cái phần yên cho tới cái phần tựa lưng lên tới cái phần đầu tựa cổ luôn là khoảng 74 anh em nha. Đó, khoảng 74. Rồi lọt lòng. Rồi còn tổng chiều cao từ ở dưới đất nè. Đó, từ ở dưới mặt đất lên tới cái phần tựa lưng tựa cổ nè là 1m24. Đó, rồi còn lọt lòng ở trong đây, trong cái phần yên ngồi của mình ha. Lọt lòng cái phần yên ngồi thì khoảng 50 anh em nha. Đó, 50 luôn. Rồi, ok anh em. Thì cái mẫu ghế này thì bên em khi gửi đến anh em thì nó sẽ full thùng như thế này. Đó, hàng xuất khẩu mà, cho nên là nó sẽ full thùng như thế này. Rồi anh em mình về mình sẽ lắp đặt nó, lắp ráp nó thành một cái ghế như vậy. Tình trạng là mới 100%, chưa qua sử dụng luôn anh em. Cực kỳ thoải mái, cực kỳ đẹp mà rất là xịn anh em nha. Đó, những cái mẫu ghế này thì anh em ngồi nó rất là nhiều năm nó cũng như vậy. Đó, mà quan trọng nữa là nó là thiết kế thật công thái học anh em ha. Nó điều trị cho mình những cái chứng đau lưng nếu như mình ngồi lâu á. Nó nếu như mình ngồi lâu thì ha, nó sẽ rất là tốt cho mình ha. Nó không có bị đau mỏi như những cái mẫu ghế khác nha. Rồi thì cái ghế này thì bên em đang bán với giá là 2,5 triệu, tình trạng mới 100% nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bữa giờ hot cái vụ mà ông Thái Công ổng bán cái cây gẹp nước đá 8 triệu nha anh em. Nó thì bên em về một cái cây kẹp nước đá. Kẹp nước đá này, kẹp thịt, gấp thịt BBQ rồi anh em nha. Đó, thép không rỉ, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn nha anh em. Đó, cái này là hàng nội địa Nhật nha. Rất là đẹp, rất là xịn luôn. Cái lô này cũng rất là hiếm anh em nha. Đó, ở đây nó có cho mình là một cái đồ là đồ khui bia nè anh em. Nó cái đồ này là anh em có thể khui bia được luôn nha, khui bia, khui nước ngọt được luôn. Còn cái cây này là anh em có thể kẹp nước đá nè, kẹp thịt nè,
BBQ mình nướng nè, nó thép không rỉ rất là đẹp luôn nha anh em. Cái này em đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, cái này chiều dài của nó ha. Chiều dài của nó là 31.5 cm, gần 32 cm anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Rồi, ok anh em nha. Đó, mình anh em nào mà nhậu nhiều, uống bia nhiều, nướng thịt nhiều thì mua những cái mẫu này. Cái cây này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây thôi. Nó rất là đẹp ha anh em, cao cấp hơn cả cái cây của ông Thái Công nữa đó nha. Rồi, nếu như mà anh em mà mình mua cái cây cây gắp nước đá này thì cũng đừng bỏ qua cái xô này luôn. Đó, đây, đây là cái xô đựng đá. Đó, đây là một cái xô đựng đá của thương hiệu là Willing. Đó, Willing này là của thương hiệu là của Đức nha anh em. Rồi thì cái xô này á là nó là dung tích của nó là 3 lít anh em nhé. Đó, đây nè. Một cái xô rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, nó có cái quay sách ở đây luôn bằng inox anh em ha. Đó, thì cái này á là ở bên trong cái lồng bên trong nó rất là dày như vậy thì bởi vì nó giữ nhiệt anh em, khi anh em bỏ nước đá vô thì nó sẽ rất là lâu tan. Đó, đây là cái nắp của nó nè. Đó, em mở ra luôn cho anh em mình xem nha. Đó, mình đậy lại thôi. Đó, thì bỏ nước đá vô cũng khá là ok. Rồi, xách đi. Nó nhìn rất là sang chảnh nha anh em. Đó. Rồi thì xô đựng nước đá này á, xô đựng nước đá inox này thì bên em đang bán với giá là 550 nha anh em. Đó, 550 nha. Rồi, anh em nào mà mình có nhu cầu thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái cuộn rulo dây điện hàng công trình của Hataya anh em nha. Đó, rulo dây điện này là bên Nhật người ta hay sử dụng làm công trình á. Đây, nó thương hiệu là Hataya. Rồi, thì cái này á, rulo dây điện này thì nó sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật luôn. Thì cái cuộn rulo này thường là nó dài 29m nha anh em. Đó, nó dài 29m, lõi của nó là lõi đồng và dây của nó ha là 2 chấm nha anh em. Đó, dây 2 chấm lõi đồng. Thường là nó sẽ có 3 cái chui như vậy, tại bên Nhật với Mỹ người ta hay xài 3 chui, nó có một cái chui mát, còn ở Việt Nam mình không xài thì mình chỉ việc mình dặn nó thôi. Anh em ấn cái anh em dặn nó cái là nó rút vô anh em nha. Đó, đây nè. Đó, nó rút vô ha, thì mình xài hai chui dẹp mình cắm vô là được. Rồi, ok. Thì cái này anh em nhìn vô trong đây là nó có 3 cái ổ anh em nha. 3 cái ổ cho mình lấy điện ra và mỗi cái ổ đều có một cái nắp đậy anh em nha. Cái nắp đậy này là chống mưa rồi mình khi mình làm ở công trình đồ mà nếu như cái thời tiết mà như là sương hay là mưa rồi đó thì nó có những cái nắp đậy này nó cũng hạn chế cái rủi ro rò rỉ điện anh em ha. Mà những cái cuộn dây điện này thì nó rất là an toàn. Anh em thấy ở đây nó có cái CB nè. Đó, CB này là CB chống giật nha anh em. Khi mà có rò rỉ điện, đứt dây hoặc cái gì chạm điện thì cái CB này nó sẽ nhảy, nó ngắt cái nguồn điện ra. Đó, nó rất là hay thì nó đảm bảo an toàn cho cái người sử dụng anh em nha. Rồi thì cái cuộn rulo dây điện Hataya này á thì bên em đang bán với giá là 1.450.000 anh em ha. Nó cái hàng công trình mà nói về như vậy là hầu như cũng khá là đẹp rồi anh em nha. Về là mình nếu như mình kỹ tính nữa thì mình lấy cái đồ mình lao dây đó lại ha, mình lao dây lại là ok. Rồi, giá 1.450.000, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là mấy cái mẫu máy lọc không khí của Dyson anh em ha. Đó, nói tới Dyson là anh em mình biết rồi ha. Đó, một trong những thương hiệu rất là cao cấp, rất là đẳng cấp từ châu Âu ha. Cái này là của thương hiệu là Dyson. Dyson này là thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Đó, mà cái lô này thì là hàng nội địa Nhật, em nhập ở bên Nhật về. Nó cái đợt này về thì nó may mắn cái tình trạng của nó là mới, chưa qua sử dụng full thùng luôn nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử sơ ra cho anh em mình coi ha. Đó. Rồi trước tiên thì anh em mình thấy ha, cái cục adapter rất là to ha. Nó adapter chính hãng của Dyson nha. Rất là to nha. Rồi tiếp theo của nó là cái remote nè. Đó, có đầy đủ adapter và remote cho anh em mình luôn nha. Rồi, còn đây là cái mẫu máy lọc không khí ha, nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok, rất là cao cấp. Những anh em mà mình hay đi trung tâm thương mại như mình vô là Vincom nè, Landmark nè, đó hay là mình đi những cái trung tâm thương mại lớn thì nó có cái store của Dyson thì anh em có thể vô để chiêm ngưỡng thử ha. Nó những cái đồ của Dyson là giá từ 8 9 10 triệu, mười mấy 20 triệu không à, không có rẻ nha anh em. Đó, rồi thì cái này bây giờ em cũng ghim thử điện em test cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này về á là qua adapter này cho nên là nó sử dụng điện là điện AutoVolt nha anh em. AutoVolt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn ha.
Đó, cái này á, là hàng nội địa Nhật, thì điện của Nhật là 100V là nó xài được rồi, nhưng mà nó xài luôn được điện cả điện 220 của mình luôn. Rồi, ok anh em ha. Đó. Wow, nó chạy cái hơi mát cũng khá là mát anh em nha. Ở đây á, cái lọc không khí này á, là nó vừa là có chức năng quạt luôn anh em. Nó vừa lọc không khí mà nó vừa quạt luôn ha. Nó ở đây nè, cho nên là em cảm giác nó rất là mát nè. Đó. Không có cái gì để em thử được à. Để em lấy thử một miếng giấy để em thử cái lực gió cho anh em mình xem ha. Đó, thì ở đây cái điều khiển này mình cũng có điều khiển được là tắt mở nè, quay qua quay lại nè. Nó hoặc là cái cấp độ tăng giảm nè, nó em giảm 9 nè, 8 nè, 7 nè, 6 nè. Còn em tăng lên nè, 7, 8, 9, 10 nè, đó. Rồi, đây nè em thử cái lực gió cho anh em coi nè, anh em thấy không? Đó. Rất ngon lành anh em ha. Cái này thì nó là hai chức năng vừa quạt và vừa lọc không khí nha anh em. Đó, vừa quạt và vừa lọc không khí ha. Cái thứ nhất là nó rất là đẹp. Và cái thứ hai là nó cái công dụng của nó rất là tuyệt vời. Quạt mát và lọc không khí ha. Đó, anh em coi cái lực gió của nó nha. Quá là ok. Rồi, thì cái này á là đi kèm của nó là có cái remote luôn cho mình ha. Đó. Rồi, em bấm tắt đi. Em bấm tắt trước cho anh em mình ha. Rồi, khi bấm tắt xong rồi, bây giờ em sẽ đo cái kích thước này để anh em mình hình dung nha. Rồi, tổng cái chiều cao từ ở dưới đất lên tới cái đỉnh của nó là khoảng là 41cm anh em ha. Khoảng là 41cm nha. Rồi, tiếp theo là em sẽ đo cái dòng này. Cái dòng trên của nó ở trong đây nó bấu là hơi nhỏ anh em ha, là 21 nè. Nhưng mà nếu như ra tới đây chắc khoảng là hết cái vòng tròn lớn của nó chắc khoảng là 24 anh em nha. Rồi, còn cái này thì ở đây nó có hiển thị nè. Nó có hiển thị khi em tắt mở là nó hiển thị lên đây nè. Đó, cấp độ ở trên đây nha anh em. Xây phải, xây trái nè. Đó. Rồi, ok. Rất là xịn sò, rất là đẳng cấp luôn nha anh em. Rồi, cái này thì cái chức năng của nó là quạt gió và lọc không khí anh em ha. Nó có một cái màn lọc ở đây nè. Trong cái quá trình mà mình sử dụng lâu lâu á thì nó bị dơ cái màn lọc, thì mình mở ra mình vệ sinh cái màn lọc lại thôi nha. Rồi, rất hay, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái lọc không khí và cái quạt và lọc không khí của Dyson này thì bên em đang bán với giá đó là 3,2 triệu. 3,2 triệu cái đợt này về em về là có vẻ được là 3 màu nha anh em. Đó, 2 hoặc 3 màu gì đó. Cái này là một màu nè, cái này là một màu nè. Nó có màu trắng nữa nè anh em ha. Cái màu em quay là màu đen cam, còn nó có một cái màu trắng nữa nè. Rồi thì nó như nhau, đồng giá với nhau. Anh em thích cái màu nào thì inbox cho em nha. Rồi, giá là 3,2 triệu. Sử dụng điện là điện auto luôn anh em, từ 100 cho tới 220 luôn nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu thang ghế nha anh em. Đó, cái này là thang ghế đèn cho anh chị em mà mình muốn leo trèo ở trên cao để quét hay vệ sinh những tủ bàn ghế hay là đốt nhang gì đó, ví dụ vậy ha. Rồi thì cái này là mẫu thang ghế, nó gồm là 2, 4, 6 tầng nha anh em. Đó, 6 tầng nè, đây. Đó, cái này là thang nhôm nha anh em. Nó cho nên là nó sẽ không có rỉ sét hay này nọ, nó rất là an toàn cho mình nha. Đó, rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái chiều cao cho nó, cho anh chị em mình luôn đi. Cái chiều cao tới cái tầng cao nhất đi. Đó, để anh em mình biết được ha. Đó, đây. Đây là cái chiều cao tới cái tầng thứ 6 của nó nha. Đó, là cái này là khoảng là 1m48 nha anh em. Đó, tới trên đây là khoảng 1m48 là cái tầng cao nhất nè. Còn đo từ đó trở xuống thì tùy cái chiều cao mà anh em mình, thí dụ như là nó mình muốn 1m2m3 gì đó thì tùy nha. Còn cái này tối đa của nó nè, cái tầng cao nhất thứ 6 của nó là 1m48. Rồi thì cái này á, là anh em thấy không, xếp lại rất là tiện lợi luôn. Mà bây giờ em leo lên thử cho anh em coi luôn đi. Đó, để đây, đây cho anh em leo lên cho anh xem. Đó, anh em thấy không, cực kỳ chắc chắn nha. Đó, rất là chắc chắn ha. Nó mình leo là đứng cực kỳ chắc chắn luôn ha. Đó, rồi thì thường anh em biết rồi ha, ở gia đình mình có nhiều khi ba mẹ hay là những người lớn tuổi á, nó cần phải leo đốt nhang hay thay nước trang hay là vệ sinh tủ gì đó, nóc tủ, đầu tủ gì đó ha, thì cần một cái thang mà nó chắc chắn như vậy để cho nó an toàn nha anh em. Đó, thì ở đây nó có cho mình những cái thanh này. Đó, những cái thanh này nó kiềng lại, cho nên là cái thang này khi mà xếp ra nó rất là cứng.
nó không có ảnh hưởng, tức là nó không có bị rơ lắc, không có gây nguy hiểm. Rồi còn khi mà em xếp gọn lại á, nó thì chỉ việc một cái động tác thôi. Đó. Đó anh em thấy không? Nó chỉ việc một cái động tác xếp thôi là nó rất là gọn gàng ha. Đó, rất là gọn gàng như vậy luôn nè. Đó, rồi ok anh em ha. Thì cái mẫu thang này thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. Đó, thang này là 6 tầng nha, 900k. Đó, cái này nó tải được tối đa là 150kg luôn nha anh em. Đó, nó tải được tối đa là 150kg luôn. Đó, rất là ok nha. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới cái mẫu thang ghế này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Và tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái kéo nha. Đây là kéo cắt xương gà nha anh em. Đó, cái kéo này là kéo cắt xương gà thì nó có thể cắt được những cái xương cứng hoặc là như mà để dành cho anh em mần cá rồi ha. Nó đại khái là nó sẽ cắt được những cái đồ cứng đi cho anh em mình sử dụng nha. Rồi thì cái kéo này chiều dài của nó cũng khoảng là 25 nha anh em, hơn 25 nha. Rồi cái kéo này thì bằng thép không rỉ nha. Rồi cái kéo này bên em đang bán với giá là 170k nha anh em, 170k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái vá nha. Đó, đây là cái vá của thương hiệu là Hanako nha. Đó, cái vá này thì cái cán gỗ, anh em thấy cái cán gỗ rất là xịn sò nha. Đó, rồi thì cái giá này nó rất là to, anh em thấy nguyên cái bàn tay em bọc lên nó còn chưa bằng cái giá này nữa. Đó, thì anh em có thể mua để chiên xào nấu nướng gì đó ha. Cái này nó rất là tiện lợi mà xịn sò, rất là xịn sò nha anh em. Rồi thì cái vá này thì bên em đang bán với giá là 120k nha anh em, 120k. Anh chị em mình là cái mẫu xe đạp thể thao. Đó, đây là cái mẫu xe đạp thể thao rất là hot luôn nha anh em. Đó, thì cái mẫu xe đạp thể thao bên đây á, thì hiện tại em có hai dòng ha, một dòng màu xanh và một dòng màu cam. Đó, thì cái này á, là em sẽ giới thiệu sơ qua cái chiếc màu cam trước cho anh em mình luôn nha. Anh em nhìn vô là anh em thấy rồi ha, cái phần yên này nè, mình có thể mở cái này ra, mình tăng giảm cái chiều cao rất dễ dàng chỉ trong là một nút nhạc thôi nha. Đó, tăng giảm chiều cao thì dành cho anh em khoảng từ 1m55 cho tới 1m8 ha, chạy rất là ngon lành luôn. Đó, rồi thì cái này là cái yên, cái bánh xe, cái vỏ xe ha anh em, vỏ xe gai nè, nó là vỏ thể thao để anh em có thể chạy địa hình ha, tập luyện sức khỏe hoặc là con em mình có thể đi học cũng rất là ok nha. Rồi cái hệ thống truyền động của nó là gồm là 8 líp và 3 dĩa nha anh em, 8 líp và 3 dĩa nó 2, 4, 6, 8 líp và 3 dĩa, cho nên là nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều cái mà tốc độ để mình chạy ha, từ cái đường địa hình xấu cho tới là cái đường trường ha. Rồi còn về cái phần dĩa là nó có 3 dĩa nha. Rồi tiếp theo thì anh em nhìn vô ha, anh em nhìn vô là thấy thiết kế rất là đẹp ha. Cái này là cái dây của nó là nó âm vô trong sườn luôn anh em ha. Đó, cái dây mà cái dây đề của nó là nó âm vô trong sườn, nhìn khá là đẹp nha. Rồi còn về giảm sốc phục trước ha, giảm sốc là nó có phục trước cho mình. Còn về hệ thống thắng thì anh em nhìn vô là anh em thấy sử dụng thắng dĩa nha anh em, thắng đĩa gồm một đĩa trước và một đĩa sau ha, rất là an toàn luôn cho mình nha. Rồi rất xịn, rất đẹp ha. Đó, rồi tổng thể thì anh em nhìn vô là anh em thấy rồi, khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi thì cái con này màu cam này thì bên em đang bán với giá là 3,5 triệu nha anh em. Đó, con màu cam này thì giá là 3,5 triệu nha. Tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em là một cái mẫu nữa, thì cái mẫu màu này là màu xanh. Đó, dành cho anh em mà mình thích màu xanh thì mình cứ lấy con này. Cái con màu xanh này thì nó khác với con màu cam nha anh em, chứ không phải là chỉ khác màu đâu mà nó khác về cái mẫu nữa nha. Đó, cái con màu xanh này á thì nó cũng chiều cao nó như cái con màu cam thôi, chiều cao thì như cái con màu cam nha anh em, từ 1m55 cho tới là 1m8 nha. Còn riêng cái hệ thống truyền động của nó nè là 2, 4, 6, 7, 7 líp và 3 dĩa nha anh em, nó khác với con màu cam xíu. Rồi thì yên cũng vẫn là yên thể thao ha. Đó, thắng thì cũng là hai thắng đĩa gồm một đĩa trước và một đĩa sau. Rồi con này á, thì giá của nó là 3,6 triệu nha anh em, 3,6 triệu ha. Nó sẽ mắc hơn cái con màu cam xíu, nó mắc là về, nó về cái dòng của nó sẽ mắc hơn con màu cam xíu. Thì cái con này là giá là 3,6 triệu. Thật ra hai con này em đánh giá thì nó cũng xem với nhau đó nha. Đó, nó xem với nhau.
Rồi thì anh em mình thích con nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha anh em. Đó, hai cái mẫu này Nam mới về lại, đợi rất lâu rồi Nam mới có hàng lại cho anh em. Thì anh em nào mà mình quan tâm thì mình chốt nhanh giúp em ha. Số lượng thì có vài chiếc thôi. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh em là được cái dụng cụ, dụng cụ là ráy tay nha anh em. Đó, đây là một cái bộ dụng cụ ráy tay rất là đầy đủ cho anh em mình luôn ha. Nó bỏ trong đây thì anh em có thể treo móc khóa hay các thể loại gì cũng được, nó rất là nhỏ gọn anh em. Đó thì đây nè, mình mở ra nè, trong đây nó có mấy cây trong đây để em cho anh em xem luôn. Rồi, nó có khoảng là 2 nè, 4 nè, 6 cây nha anh em. Đó, 6 cây mình để cho mình lấy ráy tay nha anh em. Đó, nó có các cái cử luôn nè. Rồi một cái cây xoắn, hai cái cây xoắn này ha, để mình kẹp bông gòn mình xoắn cho nó sạch nha. Rồi thì đại khái nó là nó gồm là 6 cây. Đó, 6 cây như em quay như vậy nha. Rồi với là một cái ống này để mình xài xong rồi mình bỏ vô mình dặn lại nha anh em. Đó, mà giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nha anh em. Đó, 40k cái này thôi nha, cái này 40k cho nên nếu như anh em mua thì em ship tối thiểu một lần là hai cái nha, em không ship lẻ nha. Rồi, một lần là hai cái là 80k nha. Đó, em thanh lý cho anh em là một cái máy, đây là cái body. Đây là cái body phun khử khuẩn nha anh em. Đó, dành cho những anh em nào mà mình có sẵn pin sạc của Ryobi rồi á thì mình mua cái body này rất là rẻ luôn nha anh em. Rồi cái body này á thì em nói luôn cái lịch sử của cái này là bởi vì lúc trước cái mùa dịch á bên em nhập về một cái lô rất là lớn. Nó cái body phun khử khuẩn này, cái máy phun khử khuẩn này để dành cho mình diệt khuẩn Covid á anh em ha. Đó thì cái này là lô này em nhập trực tiếp bên Mỹ về luôn anh em, có mã QR code đồ đầy đủ cho anh em mình luôn nè. Cái này nhập trực tiếp bên Mỹ về và tình trạng mới 100% chưa xài luôn. Cái bình của nó là bình 1 lít nha anh em. Đó anh em chỉ việc mình bỏ nước vô trong đây thôi. Anh em thí dụ anh em muốn sát khuẩn đồ thì mình bỏ những cái dung dịch sát khuẩn cần thiết, ví dụ sát khuẩn chuồng trại thì mình sử dụng dung dịch sát khuẩn nè, chuồng trại. Còn anh em phun thuốc trừ sâu thì bỏ dung dịch diệt sâu vô, ví dụ vậy. Rồi còn ở đây nè, nó có đầy cái đầu bét của nó ha. Ở đây mình chỉnh được là mấy tia nè, đó cái tia xè hay tia thẳng gì đó, ví dụ vậy ha. Anh em có thể mình mua nó để mình tưới lan, tưới hoa lan cây cảnh cũng được nha anh em. Rồi nó anh em nhìn, mình nhìn những cái đầu bét nó là mình thấy nó ha, chất lượng rồi nha anh em. Đó, và quan trọng nữa là bây giờ em thanh lý giá rất là tốt cho anh em, chỉ có là 300k một cái thân máy này thôi anh em lưu ý nha. 300k một cái thân máy chưa gồm pin sạc nha anh em. Đó, dành cho những anh em mà mình có đồ của Ryobi, có pin của Ryobi rồi thì mình mua cái thân máy này. Còn anh em mà chưa có pin thì mình phải mua thêm pin sạc nha. Pin sạc của nó là 900k nữa, cộng với bộ này là 1.2 triệu. Nhưng nếu như anh em mua cái thân máy không, cái thân máy như vậy không nè, là chỉ có 300k thôi, bởi vì thân máy này đang thanh lý cho anh em nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái body phun khử khuẩn này thì inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì nay mùa mưa tới rồi nha, em bắt đầu em lên cho anh em được là những cái chai dung dịch lau rửa xe. Đó, thì cái này mình có thể lau rửa xe hoặc là vệ sinh trong nhà cũng được luôn anh em ha. Thì những cái chai này thì cái dung tích của nó là 1 lít hết nha anh em. Và nó nè, cái này là nó sử dụng cái công nghệ của Italia, của Ý nha. Đó, cho nên nó rất là cao cấp ha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu từ thấp tới cao những cái mẫu mà anh em cần thiết nha. Rồi trước tiên là đây là cái chai này. Cái chai này là chai Bio Farm Acti. Thì chai này là chai dung dịch lau rửa xe. Thì nó thay vì anh em mỗi lần mình lau rửa xe bằng xà bông bình thường thì mình sử dụng cái này, mình pha với nước rồi mình đánh bọt lên là mình lau rửa xe. Cái này nó rất là sạch anh em ha, sạch hoàn hảo ha, an toàn với bề mặt ha. Đó, rồi thì cái chai này giá của nó là 85k một chai ha. Có thể lau rửa xe hoặc lau rửa những cái đồ đạc khác cũng được luôn. Rồi 85k một chai này nha anh em. Nó chai bio nha. Rồi 85k. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em là ba cái loại dung dịch lau rửa xe mà không chạm. Không chạm tức là như thế nào? Thì mỗi lần mình lau mình rửa xe đó thì mình sẽ bỏ vô trong cái bình xà bông, bình bọt tuyết của cái máy rửa xe mình phun lên. Hoặc là anh em có thể bỏ vô cái bình bọt tuyết riêng để mình phun lên xe. Mình phun lên nó phủ đều hết cái xe trong vòng khoảng 2 phút là mình bắt đầu là mình lấy cái nước, vòi nước không, mình xịt lại là nó sẽ sạch luôn. Đó, nó sạch luôn tới 95% mà không cần chạm vô bề mặt luôn anh em ha. Thay vì cái chai rửa xe bình thường lúc nãy thì anh em phải cầm cái nùi dẻ anh em lau lên xe, thì cái này không chạm thì không cần sử dụng lùi dẻ luôn. Mình chỉ cần phủ một lớp bọt tuyết lên trên xe, sau đó mình xịt nước vô là ok.
khoảng 2 phút là ok. Đó. Thì cái dòng này em có 3 loại ha. Thứ nhất là cái chai Bio 20 nè. Đó, chai Bio 20 này thì giá của nó là 115.000 nha anh em. Rồi, tiếp theo là chai này là Bio 30. Chai này sẽ cao cấp hơn chai Bio 20 xíu. Đó, thấy không? Nó là Bio 30, nó cao cấp hơn xíu, giá của nó là 150.000. Rồi, tiếp theo là cái chai mà trùm cuối trong dòng này. Đó, cái chai này là Bio 45. Bio 45 thì giá là 230.000. Tất cả những chai đây thì dung tích đều là 1 lít hết, nhưng mà những cái chai thí dụ nó càng mắc tiền thì cái chất lượng nó càng cao hơn, và nó hoàn toàn an toàn với lại da tay của mình, cũng như là an toàn với bề mặt sơn xe nếu như anh em sử dụng để lau rửa xe. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên tiếp cho anh em là một cái chai này cũng khá là cần thiết cho những anh em mà sử dụng xe ha. Thì đây là cái chai mà làm sạch bề mặt la răng. La răng là cái mâm xe đó anh em. Cái mâm xe thì từ những cái xe máy cũng có cái mâm xe, anh em cũng lau bằng cái này được ha. Tức là mình lấy, mình cũng đánh bọt ra hoặc là bỏ vô trong cái nùi dẻ đó, anh em quậy nước, quậy bọt lên rồi anh em lau lên xe, thì cái này nó sẽ tẩy những cái rỉ sét ra ngoài. Đó, thì thay vì sử dụng xe thì nó sẽ tẩy được một số cái vật liệu bằng kim loại khác mà mình cần, mình muốn nó vệ sinh. Đó, thì thay vì mâm xe cũng được, mà nồi niêu son chảo hay là những cái cây sắt thép gì đó bị rỉ á, mình tẩy nó, mình đánh vô mà rồi mình chà ra, thì cái này có thêm cái dung dịch này mình chà rất là nhẹ nhàng. Rồi thì cái chai này ha, nó làm sạch bề mặt la răng thì giá 175.000 nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là tới một cái chai này, là chai dành cho anh em xài xe ô tô ha, hoặc là anh em trong văn phòng mà mình có ghế da rồi đó, thì mình xài cái này làm sạch và khử trùng ha, không làm khô nẻ nội thất ha, hương thơm dễ chịu. Thì tức là trong cái xe ô tô mình á, mà lâu lâu mình ngồi nó bị dơ, bị bụi hoặc là bị những cái gì đóng lên trên xe thì mình, nó lâu lâu mình phải lau, thì anh em cũng quậy chung với nước ha, rồi mình thấm vô cái khăn rồi mình lau. Nó thì anh em thấy ha, làm sạch và khử trùng ha. Đó. Rồi nè, có cái hương thơm nhẹ và không làm khô nứt nẻ cái nội thất mình. Nó mình lau vệ sinh nội thất xe bằng cái này ha. Hoặc là có thể là lau bàn, lau ghế, những cái ghế da, nệm da đồ cũng được luôn nha. Rồi ok, chai này thì giá 150.000. Rồi thì bây giờ á, hồi nãy giờ giới thiệu xong, em sẽ tổng kết lại cho anh em ha. Đó, những cái chai này thì cái dung tích của nó đều là 1 lít. 1 lít mỗi lần mình xài có một chút xíu thôi, cho nên là những chai này mình xài rất là lâu nha anh em. Đó, rồi anh em nào mình quan tâm, mình thích cái chai nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Nhớ đọc đúng cái mã của nó nha. Rồi, ok anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái viên đá mài dao rất là xịn nha. Đó, viên đá mài dao của Nhật rất là xịn luôn. Cái viên đá này á, là nó là độ mịn là 1.000 anh em, 1.000. Thật ra là cái viên này em để em trưng bày cho nên nhìn nó hơi dơ dơ nha anh em. Chứ khi mà ship cho anh em là em ship cho anh em một cái viên đá mới ở trong hộp luôn. Đó, thì đây là một trong những cái viên đá mài dao rất là hiếm của Nhật mà cực kỳ xịn nha. Đó, made in Japan ha, độ mịn là 1.000. Thì cái này tình trạng nó là chưa qua sử dụng nha anh em. Cái này thì em để em trưng bày em quay cho nên nó bị bụi, nó dơ dơ nha. Rồi thì cái này á, là đi dưới nó là anh em thấy không, nó có một cái đế gỗ ha, gỗ thông rất là xịn sò. Thì như anh em biết ha, cái dao của mình khi mà mình mài á, mình về mình mài á, khi mà mình sử dụng, mình mua dao mới về mình mài á, mình mua dao mới về mà mình sử dụng một thời gian cái nó bị lục, bị cùng đi á, thì mình mài lại, thì anh em phải sử dụng cái viên đá mà cái độ mịn cao như vậy mình mài nó mới bén. Còn anh em mua những cái viên đá thô á, mình mài ở ngoài chợ á, thì anh em mài lại nó chỉ bị xước con dao thôi, nó trầy thôi chứ nó sẽ không có bén, hoặc là rất là khó bén. Đó, còn những cái đá mài như vậy anh em liếc vài cái là nó bén lại liền. Đó, thì cái này là đỉnh cao của đá mài dao Nhật nha. Nó có một số anh em thì cứ comment trong cái bình luận là, trong cái bình men là nói là em nói chuyện dài dòng quá đồ này nọ. Em nói thật sự có nhiều anh em không hiểu nên em mới phải giải thích. Đó, cho nên là anh em thông cảm nha. Nó chứ còn ngày xưa em cũng không hiểu đâu. Ngày xưa khi mà mài dao á, mua mấy viên đá rẻ rẻ ngoài chợ mình mài á, thì cái độ mịn nó thấp. Ủa, nó cao quá, tức là nó thấp quá, nó thô á, thì mình mài nó không có bén. Còn cái này thì mài rất là tuyệt vời nha. Rồi, ok anh em, cái này thì giá của nó là 1 triệu một viên nha anh em. 1 triệu một viên, made in Japan, tình trạng mới 100% luôn. Dạ rồi, nay á, bữa giờ hết hàng, nay em mới về lại một cái rìu cán gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là rìu cán gỗ là khoảng là 600 gram.
Đó, cái rìu này là nó nặng khoảng 600 gram nha nè. Cái này là của thương hiệu Wooden nha. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha, Made in USA luôn. Cái rìu này á, thì nó là tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Rất là xịn, rất là đẹp. Cầm anh em cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là vừa vặn luôn nha. Một đầu là búa, còn một đầu là anh em có thể chặt chẽ các thể loại gì đó luôn nha. Đây, em cầm về cho anh em xem cho dễ nè. Đó, rồi cái rìu này á, thì anh em có thể sử dụng gia đình ha. Nó hoặc đi cắm trại, camping dã ngoại gì đó thì mình xài cái này rất là ok luôn. Rồi cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. 270k một cái rìu như vậy. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một con robot hút bụi hàng nội địa Nhật. Nó tình trạng mới full thùng, khui hộp rất đã luôn anh em. Rồi bên trong thì nhân vật chính là một cái con robot hút bụi của thương hiệu Trifo. Đó, khá là đẹp anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng thì nhìn phải rất là đẹp rồi. Đó. Rồi tiếp theo thì cái phụ kiện của nó gồm cho mình là một cái đế sạc anh em ha. Cái đế sạc này thì để dành cho con robot nó có thể tự động quay về sạc luôn mỗi khi nó hết pin hoặc là anh em ra lệnh cho nó nha. Đó, đế sạc rất là thông minh. Nó cái cục sạc này nếu như bán riêng ở ngoài không cũng trên 1 triệu rồi đó anh em. Đó, rồi tiếp theo thì ở đây em tìm tiếp cho anh em một cái phụ kiện khác ha. Nó túi đựng bụi là có đầy đủ nha. Rồi, ở đây là em lấy tiếp cho anh em nghe là một cái cáp sạc anh em ha. Cáp sạc này là nó sử dụng được điện là điện AutoVolt luôn, từ 100 tới 220V luôn nha, rất là tiện lợi. Rồi, bây giờ thì em sẽ kết nối nó với điện thoại và test cho anh em. Dạ rồi, sau khi cài đặt và kết nối xong với cái app của điện thoại thì mình chỉ việc là mình vô trong cái app của điện thoại thôi. Anh em chọn nó ha. Rồi ở đây nè, nếu như anh em mình đi khỏi nhà đó mà mình muốn ở nhà cho nó vệ sinh thì chỉ việc anh em bấm cái nút clean là dọn dẹp sạch sẽ là nó sẽ tự động chạy nè anh em thấy không? Đó. Nó sẽ tự động chạy và nó có cảm biến té cầu thang luôn anh em. Nó tức là nó chạy tới những cái nơi mà như vậy tự động nó sẽ rút lại. Đó anh em thấy không? Nó không có té xuống bàn luôn nữa, nó rất là thông minh anh em nha. Đó, hút bụi rất là tiện lợi luôn, cực kỳ thông minh ha. Đó anh em thấy không? Nó di chuyển cực kỳ thông minh, tức là cái khoảng trống nào ở trong nhà mình nó cũng sẽ di chuyển hết luôn nha anh em. Đó, nó không có bỏ chừa một cái khoảng trống nào luôn nha. Đó, khá là ok ha. Đó. Rồi, còn nếu như anh em mình muốn nó dừng lại thì ở đây nó có cái nút bao nè, bao là stop nè, bấm lại. Nè em bấm bao nè. Đó, em bấm là nó dừng lại anh em thấy không? Đó, nó dừng lại nè. Rồi em cho nó lau tiếp nè, vệ sinh tiếp nè. Em lại bấm vô. Đó, nó bắt đầu nó chạy tiếp ha. Nó khá là ok. Còn ở đây nè, nó có cái nấm chọn nè. Anh em chọn cái này là cái công suất hút nè. Ví dụ như nó anh em chỉnh trừ là nó hút nhẹ, còn mà anh em mà chỉnh cộng là nó hút mạnh hơn anh em ha. Đó, khá là ok nha. Đó, còn nếu như anh em mà mình dừng lại mình cho nó quay về nó sạc nè thì bấm vô đây. Ở đây nó có hiển thị phần trăm pin anh em thấy không? Nè, như cái con robot này là 98% pin anh em, 97% pin anh em ha. Đó, rồi bây giờ em cho nó quay về sạc nè, nó có cái nút sạc nè, em bấm nè. Đó. Rồi bắt đầu nó sẽ tự định vị, nó tự chạy vòng vòng, nó dò và nó quay về tự sạc luôn. Đó, thì cái mẫu robot này nó cực kỳ hay, cực kỳ thông minh luôn anh em. Đó, mà giá cực kỳ tốt luôn. Cái này là hàng nội địa Nhật về được một cái lô này ha. Giá rất là tốt, anh em mình mua thì mình inbox cho em nha. Đó, anh em thấy không? Rồi, nó tự động. Đó, nó quay về nơi sạc anh em thấy không? Dạ rồi, thì đây là cái dòng robot hút bụi hàng nội địa Nhật ha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn, cực kỳ thông minh như anh em thấy rồi ha. Khi mình đi đâu đó ra khỏi nhà thì mình chỉ việc mình sử dụng điện thoại để mình điều lệnh cho nó là để cho nó đi hút bụi xung quanh ha. Hút xong rồi thì nó cũng có thể là tự động quay về để nó sạc luôn. Rất là hay anh em, nhà mình có nuôi thú cưng hay là những chị em mà có hay bị rụng tóc đó ha. Nó thì cái con robot này nó chạy xung quanh nhà nó rất là sạch luôn nha anh em. Dạ, anh em thấy phía sau nó có một cái cây chổi lớn ha và một cái cây chổi nhỏ ha, nó hút rất là sạch nha. Rồi, và nó sản xuất tại Nhật luôn. Rồi ok, con này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em một cái dòng ghế camping nữa nha anh em. Đó, thì cái mẫu ghế camping này á, khi mà anh em mình ngồi lên á thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái nha anh em. Đó, rất là xếp gọn, được đa năng luôn nha.
Đó thì cái mẫu này thì anh em nhìn vô thì mình thấy bên hông nó có một cái túi ha. Đó, một cái túi nè, rất là gọn gàng để khi anh em mình ngồi lên mình có thể để điện thoại hay là những cái đồ đạc lặt vặt ở trong cái túi này nha anh em. Đó, và nó có một cái tựa lưng rất là cao. Cái tựa lưng cao này á, thì nó sẽ rất là thoải mái khi mà anh em mình ngồi nha. Đó, ví dụ như là ngồi thử cho anh em. Đó, ngồi rất là thoải mái nha anh em. Đó, đây nó có cái túi nè. Rồi, mình ngồi vô thì mình sẽ cảm giác nó rất là thoải mái. Rồi, với lại á, là khi anh em xếp gọn lại á, thì nó cũng rất là gọn gàng, rất là nhanh, chỉ việc để như vậy thôi. Mình bóp lại, đó, là đã xếp xong rồi anh em ha. Và đi kèm nó có luôn cho anh em cái túi để anh em mình bỏ vô. Đó, đi kèm nó có cho mình cái túi. Còn anh em mình muốn mở ra thì chỉ việc gỡ ra trong vòng một nút nhạc thôi là nó đã ra rồi, thành cái ghế rồi anh em ha. Và anh em mình nhìn vô thì mình thấy nó hơi nhăn, bởi vì cái này á, là nó là vải, nó cái vải bố anh em ha. Khi mà mình bóp lại nó hơi nhăn thôi, chứ mình ngồi xíu là nó thẳng ra thôi nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Về cái phần chân của nó, cái kết cấu xương của nó rất là cứng cáp, cho nên là nó thích hợp cho anh em 150kg ngồi cũng rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó, anh em có thể ngồi đi câu cá, camping, cắm trại gì đó rất là ok. Rồi cái mẫu ghế này á, gọn mẫu ghế xếp này thì bên em đang bán với giá là 500k nha anh em. 500k một cái nha. Đó, rất là ok cho anh em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là cái này gọi là cái nồi chiên. Cái này gọi là cái nồi chiên ngập dầu. Ngập dầu nghĩa là sao? Thì anh em bỏ dầu vô. Đó, mình bỏ dầu ngập vô trong đây rồi ha. Mình muốn cái chiên cái gì thì mình bỏ vô trong đây, rồi mình bỏ nó vô trong đây vậy nè. Đó, thì nó chiên xong thì mình vớt ra. Đó, thì cái này là nó có lưới anh em ấy. Khi mình vớt ra như vậy thì dầu nó vẫn còn nằm lại ở bên trong cái nồi này. Đó, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho cái công việc của mình ha. Ví dụ như anh em làm nội trợ rồi anh em nấu chiên đồ đó, cái gì cũng rất là ok. Mà anh em mình đi cắm trại, camping dã ngoại cũng được luôn. Bởi vì cái này á, nó thiết kế là anh em mình thấy ha, nó thiết kế rất là gọn gàng nè. Ở đây thì cái nút bấm nè, anh em có thể bấm lại rồi mình xếp lại luôn. Đó, mình xếp lại thì nó này nó gọn hơn được xíu nè. Đó. Rồi, thì cái này ha, đó em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Một cái combo nó gồm hai cái, một cái nồi chiên và một cái này là cái lưới anh em ha. Đó, cái nồi lưới để anh em vớt ra đó. Rồi thì cái này em sẽ đo trước kích thước anh em nha. Đường kính của nó là 12.5. Đường kính là 12.5. Còn chiều sâu của nó là 11.5. Đó, bằng inox anh em ha. Đó, inox nè. Đó, đây, hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Misaki anh em nha. Rồi, ok. Thì cái này giá của nó 190k cái anh em nha. 190k cái anh em mua về mà nấu chế biến những cái món chiên á, thì mình bỏ dầu vô trong đây nó cũng ít hao anh em ha. Bởi vì nó thiết kế dạng ống như vậy thì dầu cũng không quá nhiều. Nhưng mà khi mà nó ngập lên rồi mình bỏ cái gì vô đây mình chiên cũng được hết luôn nha. Rồi, 190k một cái anh em ha. Tình trạng là chưa qua sử dụng của thương hiệu Misaki nha. Mới về được cho anh chị em mình lại là một cái lô máy hút bụi cầm tay của thương hiệu là Takashi. Đó, thì đây là máy hút bụi cầm tay rất là nhỏ gọn luôn anh em ha. Đó, cái này á, thì nó cực kỳ nhỏ gọn, nó thích hợp cho anh em mình là hút bụi ở trên xe ô tô nè, ở bàn làm việc nè, hoặc là những cái không gian mà chật hẹp á, thì anh em mình sử dụng những cái mẫu máy hút bụi này thì nó rất là hiệu quả luôn nha. Cái thứ nhất là nhỏ, gọn, nhẹ nhưng mà rất là tiện lợi mà nó lại được việc nữa. Rồi thì cái máy này á, là anh em thấy ha, nó cầm dạng cây súng nè. Nó em bỏ trên bàn tay em thì nó cũng cỡ này thôi. Đó, rất là tiện lợi ha. Đi kèm của nó là anh em nhìn vô là anh em mình thấy nè. Nó gồm là cho mình là một cái thanh nối dài nè, để anh em cắm vô mình hút trong cái cốc nước hoặc trong những cái khe rồi anh em ha. Đó, những cái khe cửa, cái khe kẹt rồi đó. Rồi cái đầu này của nó có cho mình một cái đầu nữa là đầu chổi anh em nè. Khi mình gắn cái đầu chổi này vô mình có thể vừa quét vừa hút luôn nè ha. Mình quét nó ra được những cái bụi bẩn li ti mà hút được luôn nè. Rồi đi kèm nó có cho mình cái đầu thổi nữa anh em. Cái đầu này anh em ghim vô nè, anh em thổi nè ha, thổi bong bóng luôn ha. Mình ghim ngược ở phía sau cái máy á là mình có thể thổi được bong bóng nha. Đầu này cũng là thổi luôn nè. Rồi đi kèm nó là có cho mình luôn cái cáp sạc anh em ha. Một đầu thì anh em ghim vô trong cái máy này, nó sạc ở đây. Rồi một đầu là ghim vô chui USB để mình xài thôi. Rồi thì bây giờ em sẽ test luôn cái hiệu quả làm việc cho anh em mình coi ha. Anh em thấy cái chén gạo nè, em nè, bật lên nè, tích tắc. Đó anh em thấy không? Chưa tới 2 giây là em đã hút hết cái chén gạo này rồi anh em ha. Rồi em khi mà mình mở ra vệ sinh thì cũng chỉ việc mình vặn ngược nó lại thôi.
Rồi thì ở đây nó có cho mình luôn cái màng lọc. Cái màng lọc này để tránh bụi bẩn bay vô trong máy anh em ha. Cái này nó làm bằng một cái loại vải nhựa, cho nên là nó cũng rất là bền. Anh em xài nó bền lắm, nó không có hư đâu nha. Rồi nó mình đổ ra ngoài thôi, những bụi bẩn thì đổ ra ngoài rất là gọn gàng luôn anh em ha. Rồi xài xong thì mình lại gắn lại tiếp. Rồi em hút thêm cái nữa cho anh em mình coi nha. 1, 2, 3 vô. Đó anh em thấy không, chưa tới 2 giây nữa là anh đã hút xong những cái này rồi. Thì những cái bụi bẩn li ti đồ hay là bao ngóc dít đồ lặt vặt đồ là ngon lành cành đầu luôn anh em. Đó, rất là nhanh lẹ cho mình luôn. Rồi thì cái mẫu máy hút bụi cầm tay sử dụng pin của thương hiệu Takashi Nhật Bản này thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, trọn bộ là 270k. Thì anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Giờ ở đây em lên cho anh em là một cái máy lọc không khí dành cho trên xe ô tô nha anh em. Những anh em nào mà mình có xe ô tô thì mình phải có một cái máy lọc không khí này ở trên xe, để cho nó lọc bụi bẩn, nó lọc cái mùi hôi, nó ion hóa không khí cho mình, cho nó bảo vệ sức khỏe của mình nha anh em. Đó, thường cái xe ô tô mà anh em chạy lâu ngày nó hay bị hôi á, thì mình phải có cái máy lọc này thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, cái này là của thương hiệu là Hyundai hết anh em, nó hàng của Hàn Quốc nha. Rồi thì cái máy lọc này cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó có cho mình một cái khe nè, nó đi kèm nó có cái cáp cho mình luôn. Anh em chỉ cần cắm cái cáp này vô với là cái đầu USB là anh em sử dụng thôi. Rồi ở trên đây nè, nó có cho mình một cái lưới lọc ha. Lưới lọc này có than hoạt tính luôn anh em. Đó, cái lưới lọc này á, thì trong cái quá trình mình sử dụng nó sẽ lọc bụi bẩn qua bên đây. Mình xài thời gian thì mình mở ra, mình vệ sinh cái lưới lọc này lại. Nó khá là ok nha. Rồi thì cái máy này á, thì nó hoạt động rất là êm. Nó công tắc on off thì nằm đây. Nó hoạt động cực kỳ êm mà thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái máy lọc không khí trên xe ô tô này á, thì bên em đang bán với giá là 590 nha anh em. 590k, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, anh em mình cần thì inbox cho em. Và cái này nó cũng hay ở chỗ là ở đây nó có cái khe này anh em. Anh em mở cái này ra, anh em có thể là bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Nó mình bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Trong cái lúc mà nó lọc không khí thì nó trao đổi cái không khí ra vô á, thì nó sẽ có thêm cái mùi tinh dầu nữa, thì mình cũng sẽ rất là dễ chịu. Nhưng tùy theo anh em thích thì bỏ, không thích thì không bỏ cũng được nha. Rồi, cái này thì giá là 590 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ bàn ghế sân vườn. Nó thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi. Cái này thì nó là bộ bàn ghế sân vườn, nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Và khi nhập về thì nó full thùng như vậy luôn anh em ha. Hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nè. Đó, hàng nội địa Nhật nha. Và tình trạng nó là nó mới full thùng luôn. Rồi thì em sẽ nói sơ về cái kích thước cũng như cái thông số của cái bộ bàn ghế này. Thì đây là cái bộ bàn ghế, nó gồm hai cái ghế và một cái bàn anh em ha. Rồi cái chi tiết của nó thì nó làm thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Nó thiết kế rất là đẹp ha. Tất cả đều bằng kim loại hết nha anh em. Đó, nó rất là chắc, rất là xịn luôn. Và cái này nó sơn tĩnh điện anh em ha. Đó, nó sơn tĩnh điện mạ đồng vô nhìn rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn á. Cái này thì anh em để ở ngoài trời, sân vườn đồ, bao nắng mưa luôn nha. Đó, rồi cái này thì em sẽ đo trước cho anh em là cái ghế nha. Rồi cái ghế, cái mặt ghế á, thì nó khoảng là 37cm. Mặt ghế là 37cm. Còn chiều cao từ cái chân lên tới cái phần ngồi á, là 40.5cm. Đó, còn cái phần tựa lưng nè, từ dưới đất lên tới phần tựa lưng luôn là khoảng là 85. Đó, 85. Rồi còn về cái phần mà cái bàn thì anh em thấy cái đường kính của cái mặt bàn. Đường kính của cái mặt bàn là 59 anh em ha. Đó, đường kính của cái mặt bàn là 59 nha. Rồi, còn cái chiều cao. Chiều cao từ dưới đất lên tới cái phần mặt bàn thì nó là 68. Đó. Rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp luôn ha. Thường những bộ bàn ghế như vậy mà anh em để ngoài sân vườn thì nó rất là sang. Mà cũng như độ bền của nó thì nó rất là bền. Rồi, ok. Thì cái này á, thì bên em đang bán với giá là 3.9 triệu nha anh em. Tình trạng là hàng nội địa Nhật về full thùng như vậy luôn nha. Đó, 3.9 triệu một bộ nha. Gồm hai ghế một bàn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái lô hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình là một cái cặp bình bằng đồng. Đó, cái cặp bình bằng đồng dành cho anh chị em mình để trên bàn thờ ha anh em.
dạng như là mình để mình thờ cúng, mình trưng trái cây đồ cũng được, hoặc là mình để trên bàn cũng được, rất là đẹp luôn anh em. Thì ở đây nó có hai phần đó, một phần là cái phần này đó, cái phần này nó có cái lỗ này nè, để cho anh em mình có thể mình bỏ nước vô rồi mình bỏ cắm hoa anh em nha. Đó, mình cắm hoa ha, mình để cái hoa lên đây rồi. Và còn cái phần đĩa này á thì mình có thể để trái cây đó, thay vì bình thường người ta trưng một cái đĩa trái cây á, người ta sẽ bỏ cái trái to ở trong đây để nó che cái lỗ này lại nè, những cái trái nhỏ thì để xung quanh đây đó. Thì em cũng sẽ đo sơ cái đường kính cho anh em mình luôn ha. Cái đường kính của cái đĩa này là lên đến là 33.5 cm đó, 33.5 cm, và làm bằng đồng luôn nha anh em. Đó, làm bằng đồng luôn, từ cái bình cho tới cái đĩa đều làm bằng đồng hết nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn anh em, nhìn vô là mình thấy ha, nó có ba chân đó, nó có ba chân làm bằng đồng, rất là đẹp anh em nha. Ở đây nó có cái hoa văn nổi nè anh em, đó nó vẽ cái cành đào ha, cái cành cành tùng nè, cái nhà Nhật nè, với lại cái núi Phú Sĩ đó. Ở bên đây cũng vậy luôn, hai cái này đối xứng với nhau cho nên là nó kết hợp với nhau tạo thành một cặp nha anh em. Đó, một cặp bằng đồng rất là đẹp, bởi vì cũng như em nói là đồ Nhật khi mà nó về trọn bộ trọn cặp nó rất là hiếm, cho nên cái này em cũng sẽ bán cặp và em không bán lẻ, rất là giá trị nha anh em. Cái này anh em mình để trên bàn thờ ha, hoặc mình để trên bàn chưng đồ đó, nó chưng những cái trái cây đồ ha, mâm củ quả, mâm hoa quả đồ, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Và cái này nè, em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn, tổng chiều cao anh em nha, tổng chiều cao từ dưới lên là khoảng là 29 cm đó. Hai con này thì nó bằng nhau đó, anh em thấy cái hoa văn của nó rất đẹp nha, bằng đồng nha anh em, đó bằng đồng nè đó. Rất là đẹp luôn. Rồi, ok, một cặp rất hiếm, rất đẹp. Rồi, cặp này thì bên em để cho anh em với giá là 5.7 triệu nha anh em, 5.7 triệu nha. Đó, bằng đồng, 5.7 triệu anh em ha. Một cái cặp này nó nặng khoảng là 10 kg nha anh em. Đó, nặng khoảng 10 kg. Rồi, thì cũng như em nói lại ha, ở đây nè, nó có một cái ngăn này thì anh em có thể cắm hoa, còn cái phần mà ngoài đây thì mình trưng trái cây. Nó ở bên Nhật người ta cũng làm như vậy, rất là đẹp luôn, rất là cao cấp nha anh em. Rồi, thì cái này cũng là hàng cổ của Nhật nha anh em. Đó, hàng cổ rất là lâu đời của Nhật rồi, cho nên nó ở bên Nhật nó cũng vẫn rất là giá trị. Rồi, ở đây thì anh em mình để lên bàn thờ hay là mình để mình trưng cúng trái cây gì đó, rất đẹp nha. Rồi, giá là 5.7 triệu, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thì trong cái kiện hàng Nhật em về được cho anh chị em mình là một cái con máy hút ẩm ha. Đây là máy hút ẩm rất là cao cấp luôn. Cái này là của thương hiệu là Iris Oyama anh em ha. Đó, Iris Oyama. Thì cái này là cái công suất hút của nó là 12 lít. Một ngày nó hút được 12 lít và cái bình này nó chứa được 4 lít nha. Đó, 12 lít nước một ngày và cái bình thì chứa được 4 lít, công suất của nó là 260W. Nó điện là điện 100V nha anh em. Đó, thì cái này á, anh em về thì cắm vô cục chuyển nguồn xài thôi. Phía dưới nó có 4 cái bánh xe, di chuyển rất là tiện lợi anh em ha. Màu trắng rất là đẹp luôn nha. Rồi, thì cái này á, cái này nó đặc biệt, nó cao cấp hơn những cái dòng khác là cái này nó sử dụng cái lốc anh em ha. Cái lốc này là lốc đồng ha, nó y như cái máy lạnh vậy đó. Đó, nó y như cái máy lạnh... cho nên nó rất là xịn mà cũng rất là nặng luôn nha anh em. Đó, tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng ha. Đó, rồi, thì cái này á, là em đo cái kích thước cho anh em mình dễ hình dung nha. Bữa giờ anh em hỏi nhiều, nay về được đúng con duy nhất. Rồi, thì cái này á, chiều cao của nó là 51 cm anh em ha. Chiều cao 51 cm. Còn về chiều ngang ở bên đây á, là 29 ha. Còn về chiều sâu, chiều sâu là 20-21. Đó. Rồi, thì cái này ở trên đây nó cũng có những cái phím. Cái này là những cái phím cảm ứng anh em ha. Đó, cái phím cảm ứng thì anh em chọn chế độ thôi, cũng khá là hay. Rồi, thì cái
Máy hút ẩm này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. Đó, 3 triệu rưỡi nha, tình trạng là full thùng, chưa có qua sử dụng nha. Rồi anh em nào quan tâm và có nhu cầu mình cần thì mình vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô cưa xích pin hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Nishido nha anh em. Đó, thì cái cưa xích này nó rất là tiện lợi, nó rất là gọn gàng, anh em chỉ cần cầm một tay thôi. Đó là anh em có thể cưa cắt cành cây ha, tỉa dọn sân vườn ha, những cái cây ở trong nhà mình ha, nó khá là ok. Rồi thì cái cưa xích này, cái lam xích của nó để em đo cho anh em mình luôn. Rồi, cái lam xích của nó là khoảng 16 cm anh em ha, là 160mm nha. Rồi thì cái cưa xích này á, thì đi trọn bộ của nó là nó có đầy đủ cái hộp như vậy cho anh em mình luôn ha. Đó, cái đợt này về nó có đầy đủ hộp luôn, với lại nó có luôn cho mình con vít để anh mình có thể mình tháo lắp cái lưỡi xích nha. Rồi mình chỉ việc mình cầm trên tay nè, bấm là chạy thôi. Đi kèm nó cái bộ combo này là nó gồm hai pin luôn anh em. Đó, hai pin 20V ha. Đó, thì đây. Rồi, khá là ok. Bấm này ở đây nè, nó có cái khóa an toàn anh em ha, mình để chắc chắn là mình sẵn sàng mình bấm á thì nó mới chạy ha, còn nếu như anh em bóp cái cò không thì nó cũng không chạy đâu. Ở đây nó có khóa an toàn nè, bấm này vô nè, bấm mới chạy nè. Đó. Đó, cái dòng tua cũng cực kỳ mạnh anh em nhé. Đó, rồi thì bây giờ cái này em sẽ test thử, em cưa cái cây cho anh em xem thử luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ test, em tua thử khúc cây cho anh em mình coi luôn nha. Bấm nút ra. Ok, nó tích tắc là em cưa cho anh em xong 3 khúc cây ha. Cây này nó bự hơn cái cổ tay em nữa nha anh em. Đó, thì cái này cưa cũng rất là nhanh ha, rất là mạnh nha. Đó. Khá là ok. Rồi, quá là hay luôn anh em ơi. Đó, thì anh em thấy cái hiệu quả của cái cưa xích này ha, rất là gọn gàng mà rất là khỏe nha. Rồi anh em có thể cưa cây dọn dẹp sân vườn các thể loại luôn nha. Rồi thì cái cưa này trọn bộ của nó thì như em quay là gồm là một máy nè, hai pin nè, một sạc nè. Đó, và sạc này là sạc xài được AutoVolt luôn anh em. Đó, sạc xài được AutoVolt từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, thì trọn bộ này thì bên em đang bán với giá ha, đợt này về giá chỉ có 550k thôi. Trọn bộ này là giá 550k ha, rất là rẻ luôn. Còn nếu như anh em mà mình muốn mua thêm một cái xích nữa để trong cái quá trình mình sử dụng lâu á thì mình có thể thay xích anh em ha. Thật ra là cái xích này nè, trong cái quá trình mình xài nó sẽ bị mòn, mòn thì mình chỉ việc mình giũa lại thôi. Mình giũa rất là nhiều lần thì mới phải thay. Nhưng mà nếu như anh em nào vẫn muốn mua thêm cái lưỡi xích thì bên em có kèm thêm một cái lưỡi xích nữa. Nếu như anh em mua thêm cái lưỡi xích này thì thêm 100k nữa, là trọn bộ của cái này là 550, nhưng nếu như thêm một cái lưỡi xích dự phòng nữa thì là 650 nha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu cưa xích pin của Nishido này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Mới về được cho anh chị em mình là một cái lô bơm xe. Đây là bơm xe sử dụng pin nha anh em, nó rất là tiện lợi ha. Thì đây, cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em, cho nên nó xịn lắm, cực kỳ nặng nha. Rồi thì anh em mình coi sơ ha, trong đây là nó có hướng dẫn sơ cho mình nè. Cái này là có thể bơm bong bóng, bơm xe ha, rồi bơm banh nè, thì nói chung là mình sẽ bơm được các thể loại luôn, bơm phao, bơm nệm hay này nọ là được hết luôn nha anh em. Rồi thì bên trong nó đây, đây em mở ra cho anh em coi ha. Rồi bên trong nó sẽ là như vậy nè anh em. Đó, nó sẽ gồm là một cái máy nè. Đó, một cái máy bơm ha. Và đây là những cái phụ kiện gồm một cái đầu để cho anh em bơm xe ha, anh em ghim vô anh em bơm vô trong xe đó. Đây, em sẽ kết nối thử cho anh em mình luôn. Đó, để cho anh em mình hình dung được ha, cũng như cái khả năng, cái hiệu quả của nó. Rồi, kết nối vậy thôi là anh em ghim trực tiếp vô trong xe ô tô anh em bơm thôi. Rồi, một đầu nó là nó có cho mình là cái chui tẩu để anh em sạc bằng cái xe ô tô cũng được luôn nha. Và anh em có thể là sử dụng cái USB này để anh em sạc nó luôn. Rất là hay ha, nó rất là đa năng luôn nha. Rồi, và cái này á, là anh em thấy ha, nó có cái bóng đèn bên đây nè. Đó, thì anh em xài anh em chỉ bật
Đó, mình bật cái công tắc lên thôi. Nó có cái nút đây này, giữ mấy giây là nó lên thôi. Ở đây nè, nó có nút đèn nè anh em thấy không? Đó, cái đèn này thì thật ra nó cũng không quá sáng đâu, nhưng mà nó hỗ trợ được cho mình trong cái lúc mình bơm xe hay gì thì mình rọi vô trong cái xe cũng được ha. Rồi, tắt nè. Và ở đây á, nó điều khiển rất là hay anh em. Nó điều khiển rất là hay, ví dụ như là anh em chỉ cần chọn chế độ thôi. Ở đây nó là cái nút bên đây là chế độ nè, bấm qua bên đây thì nó sẽ có chế độ là bơm xe ô tô nè. Đó, nó có hình xe ô tô nè, bấm qua cái nữa thì bên đây là bơm bong bóng, bơm banh nè, cái banh nè. Đó, bấm cái nữa là xe đạp nè, bấm cái nữa là xe gắn máy. Nhưng thật ra nó chỉ ghi là cái áp đại khái cho mình thôi, chứ còn nếu như mình chỉnh, mình vẫn chỉnh bằng cái áp cộng trừ này. Ví dụ như là cái bánh xe của anh em là bao nhiêu PSA, nó thì mình chỉ việc bấm thôi. Thí dụ như là 35 thì đây đang là 34 thì bấm cộng nó lên 35, còn hả 32 thì bấm dấu trừ, ở dưới đây trừ thì nó giảm xuống. Nói chung nó khá là đơn giản, trong khi mà anh em xài sau anh em bấm cái là nó sẽ tự động bơm. Đó, khá là hay anh em, rất là tiện lợi luôn. Nó một cái bơm xe này, khi mà anh em đi dọc đường hay xe ô tô mình mà nó có vấn đề gì đó thì mình nếu như nó hết điện thì mình vẫn có thể cắm vô trong cái tẩu xe ô tô để mà mình bơm luôn. Nó khá là hay nha. Rồi thì cái này á, là nó bơm được các thể loại luôn. Em nói là các thể loại luôn ha. Xe ô tô nè, 16 chỗ trở xuống nè. Rồi, nó 16 chỗ trở xuống nè, xe gắn máy, xe đạp, bơm banh, bơm phao, các thể loại bơm luôn. Đó, cực kỳ xịn nha anh em. Cái này tình trạng là chưa qua sử dụng luôn ha, full hợp nha. Cái này là hàng xuất qua bên Pháp nha anh em. Đó, cho nên là nó ghi tiếng Anh. Đó, khá là xịn. Rồi, ok, thương hiệu của nó là Ecomax nha. Rồi, ở đây nè, nó tối bơm được tối đa là tới 150 PSA luôn nha anh em. 150 PSA, còn cái dung lượng pin của nó là 4500 mAh. Đó, nói chung rất là xịn sò. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 725.000 anh em. 725.000 một cái như vậy nha. Nói chung là những cái này là hàng thanh lý lô cho nên giá nó rất là tốt, mà nó số lượng nó sẽ không nhiều. Cho nên là anh em mình á, mình quan tâm thì mình chốt nha. Đó, chứ để qua đợt là nó sẽ không còn. Rồi, ok, em cảm ơn anh em đã xem hết cái video này nha. Anh em nào mình mới xem kênh của em thì cho em xin nút like và nút đăng ký kênh nha. Còn những anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu bơm xe này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn. Về được cho anh chị em mình là một cái lô dao rọc giấy anh em ha. Đó, đây là một cái lô dao rọc giấy, nó rất là xịn sò, của Kabushi Japan. Rồi thì cái dao rọc giấy này ở bên trong cái dao nó có sẵn là 5 cái lưỡi anh em ha. Ở bên trong mỗi cái dao này là nó có sẵn là 5 cái lưỡi dao rọc giấy rồi nha anh em. Thì cái này em bán một lần là một cặp ha. Đó, một cặp này là 100k nha anh em. Đó, có sẵn 5 cái lưỡi ở trong đây rồi. Rồi còn nếu như anh em nào mà mình muốn mua thêm lưỡi thì một cái hộp như vậy nó gồm 10 cái lưỡi dao rọc giấy nữa đó, thì giá là 30k. Đó, anh em có thể mua thêm cũng được anh em ha. Còn một cái cặp dao rọc giấy như vậy là 100k nha anh em. Đó, tình trạng là chưa qua sử dụng ha, Kabushi Japan. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, rồi tiếp theo thì hôm nay em về lại cái thùng xăng cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là thùng đựng xăng hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, rồi nó rất là xịn sò, đầy đủ full hộp cho anh em luôn. Rồi thì giờ em sẽ mở trước cho anh em xem cái thùng 10 lít nha. Đó, đây là cái thùng đựng xăng 10 lít. Phun hợp cho anh em luôn. Đó, anh em thấy ha, cái thùng đựng xăng 10 lít bằng kim loại nha anh em. Cái nắp cũng bằng kim loại luôn. Cái ống này là ống dẻo ha. Khi mà anh em muốn bỏ xăng vô á thì anh em chỉ việc mở cái này ra. Đó, anh em mở cái này ra, anh em bỏ xăng vô trong đây. Còn khi mà mình muốn lấy ra thì mình thay cái ống dẻo này vô. Đó, để mình rót xăng ra ngoài ha. Đó, cái ống này thì mình có thể điều chỉnh được nè anh em. Đó, thì cái bình này thì cái dung tích của nó là 10 lít nha anh em. Đó, cái bình này thì cái dung tích của nó là 10 lít ha. Em xích trên tay nè cho anh em xem. Rồi, em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn để anh em hình dung ha. Cái bình này chiều dài của nó là 38cm nha anh em. Chiều rộng của nó nè, chiều rộng của nó là 22cm. Rồi, chiều cao, rồi chiều cao của nó là 16cm. 38 x 22 x 16 ha. Dung tích của nó là 10 lít nha anh em. Đó, rồi cái
Bình đựng xăng 10 lít này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái bình đựng xăng lớn hơn nha. Đó, đây là cái bình giống như vậy luôn, nhưng mà cái này là cái dung tích của nó được là tới là 20 lít lận, cho nên nó sẽ to hơn, nó đựng được nhiều xăng hơn cho anh em mình. Thì mình nói là đựng xăng chứ thật ra nó có thể đựng được nhiều cái dung dịch khác như là dầu hay là cái gì cũng khá là ok nha. Đó. Rồi, cái bình này thì cũng y như kia thôi nhưng nó to hơn về kích thước. Rồi, em cũng đo sơ qua cho anh em coi chiều dài luôn. Chiều dài của nó là 40 nha anh em. 40cm nè. Rồi, em đo tiếp cái chiều rộng của nó nha. Chiều rộng của nó là 28cm nha. 40 x 28 còn chiều cao. Đó, chiều cao của nó là 25cm. Rồi, cái bình này thì 20 lít nha anh em. Đó, nói chung là mình cũng nên có một cái bình đựng xăng dầu trong nhà để khi mà xe mình nó hết xăng ban đêm đồ này nọ thì mình có cái để mình chăm mình sử dụng nha. Rồi, thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 1.6 triệu nha anh em. Đó, bình 20 lít 1.6 triệu nè, còn bình 10 lít là 950k nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm tới mẫu bình đựng xăng nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy phát điện sử dụng xăng nha anh em. Đó, thì cái này là cái động cơ của nó là 4 thì ha. Nó sử dụng xăng. Và cái này ở đây á, thì nó có cho mình hai cái cổng để mình lấy điện ra nè anh em ha. Đó, hai cái cổng để lấy điện ra là điện 220 luôn. Đó, mình chỉ việc mình ghim vô cái điện lưới của mình là mình xài thôi. Rất là tiện lợi luôn nha anh em. Và cái máy phát điện này thì cái công suất của anh em nhìn vô ha, anh em thấy là công suất tối đa là 3.5kg nha. Đó, 3.5kg là công suất tối đa, còn cái công suất tải bình thường của nó là 3kg. Rồi, thì anh em mình cứ tính những cái thiết bị điện của mình, ví dụ như là cái máy lạnh là một ngựa thì nó là khoảng 750W ha. Đó, thì cứ cộng vô thôi. Mình cộng vô mà khoảng 3kg này là nó xài ổn định nha anh em. Rồi, thì cái này á là nó cái máy phát điện này thì nó nặng tổng cái độ nặng của nó khi mà chưa có nhiên liệu anh em là nó khoảng là 37kg nha anh em. Đó, chưa có nhiên liệu thì nó nặng khoảng 37kg và anh em chỉ việc mình đổ xăng vô trong đây thôi. Đó, mình đổ xăng vô trong cái bình xăng này là mình xài. Đó, thường á là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó cũng không cao anh em ha. Thí dụ như là 1 lít thì mình xài được chắc cũng khoảng là hơn 1 tiếng. Nó cũng tùy vào anh em mình xài cái thiết bị gì. Đó, cái công suất là bao nhiêu. Rồi thì thường đó là ở đây em đổ 6 lít thì em xài khoảng từ sáng tới chiều luôn anh em ha. Đó, thường nó cúp điện thì mình xài vậy là rất là ok rồi. Rồi thì cái công suất này thì anh em có thể xài được là máy lạnh nè. Đó, xài được tủ lạnh, xài được máy giặt ha, thậm chí mà máy bơm nước rồi anh em cũng xài được luôn. Đó, thì mình cứ tính ở trong cái khoảng là 3kg, 3.5kg này là anh em sẽ xài được nha. Rồi, cái máy phát điện này là của thương hiệu là Shindaiwa. Đó, Shindaiwa nha anh em. Rồi, rất là xịn sò. Đó. Rồi, bây giờ ở đây á, thì em cũng test thử cái khả năng cho anh em mình xem luôn ha. Đó, ở đây thì em sẽ test bằng cái con cưa đĩa này. Cưa đĩa này á, là công suất 1200W. Rồi, thì em test thử cho anh em luôn. Ở đây nó có công tắc on-off nè. Khi xài thì mình mở lên on nè. Với lại cái e này ha, mình kéo cái e qua, mình giật cái rồi mình xả e lại. Đó. Em thấy ha, ở đây thì nó có cái đồng hồ nó hiển thị cái số vôn mà của cái máy phát điện này nó sản sinh ra. Nó hồi nãy là nó ghi cho mình là nó chạy lên cái kim này tới mức là 220 ha. Thì anh em xài được điện 220 của mình nha. Rồi, còn ở đây nó có một cái ngăn này thì anh em ha, trong cái quá trình mình sử dụng thì mình chú ý cái mức nhớt của nó để mà mình chăm nhớt ha. Thường thì anh em mua về thì anh em kiểm tra
coi nó còn nhớt hay không. Nếu như mà nó hết nhớt thì mình châm nhớt vô, mình chỉ cần mua cái nhớt xe máy nhớt 4 thì là anh em đổ vô là được rồi nha. Đó, rồi còn cái này là trên đây là đổ xăng. Rồi thì cái này nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu anh em ha. Đó, nó xài thí dụ như là từ sáng tới chiều mà anh em đổ trăm mấy 200 ngàn xăng là anh em xài được nguyên ngày rồi. Đó, nó cũng đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cho mình, cho anh em sử dụng gia đình hoặc là làm công trình, thầy thợ đồ cũng khá là ok ha. Những nơi mà nó không có điện á, đó, những nơi mà không sử dụng điện được hoặc cúp điện gì đó thì mình xài rất là hay nha. Rồi thì cái máy phát điện này thì bên em đang bán với giá là 4,7 triệu nha anh em. Nó máy phát điện của thương hiệu là Sindewa anh em nha. Nó Sindewa giá là 4,7 triệu. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh em là cái máy ép chậm anh em nha. Đó, đây. Máy ép chậm rất là xịn sò, rất là đẹp luôn anh em ha. Rồi, công tắc on off hoặc là trả ngược về phía sau là nằm đây. Ví dụ tắt nè, mở nè, mình mở thì máy nó sẽ chạy nè. Còn mà khi mà thức ăn vô đây mà nó dạng như là rau củ quả vô đây mà nó không xuống á, thì mình trả ngược về R thì cái này nó sẽ trả ngược lại thì nó làm cho thức ăn xuống ok hơn nha. Rồi thì ở đây nó có cho mình cái cây ấn luôn anh em ha. Nó cái cây này ấn xuống ha. Và nó có cho mình là hai ngăn, anh em nhìn anh em thấy ha. Một ngăn là chứa sát, thí dụ mình ép xong nó sẽ ra cái sát ở đây, còn ngăn phía trước là nó sẽ ra nước nha anh em. Đó thì cái máy này nó rất là nặng anh em ha, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Rồi thì cái máy này với cái công suất là 210W anh em nha. Đó, nó ép rất là hay, rất là tiết kiệm nha anh em. Thay vì mình sử dụng những cái mẫu máy ép trái cây mà ép nhanh á, thì đồ ăn vô nó sẽ ép rất là nhanh nhưng mà nó sẽ là hao phí. Bởi vì nó ép rất là nhanh cho nên nó sẽ không có ép kỹ. Ví dụ em nói đơn giản, một trái táo đi anh em, ép được một cốc nước thì cái máy ép nhanh á anh em ép chỉ có nửa cốc thôi. Còn cái máy ép chậm anh em ép được cả cốc nước, ví dụ như vậy. Thì bởi vì khi mà nó ép ra cái xác nó ra rất là khô, nó cái máy ép chậm nó chạy từ từ, nhưng mà cái nguyên lý hoạt động của nó rất là hay, cho nên là nó sẽ ép rất là nhiều nước nha anh em. Đó, nước ép trái cây thì rất là tốt cho sức khỏe ha. Những chị gái đồ ha mà uống nước ép trái cây nhiều thì nó sẽ rất là trẻ nha. Rồi, ok, thì cái này á là hàng nội địa Nhật cho nên điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng còn siêu luôn, chưa lột luôn anh em nha. Đó, rồi ok, mới chưa qua sử dụng, điện 100V, công suất là 210W anh em nha. Đó, anh em về ghim vô cái cục chuyển nguồn mà mình xài nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 2,9 triệu nha anh em. Đó, máy ép chậm của Nhật rất là xịn sò, giá 2,9 triệu, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha anh em. Thì ở đây em lên cho anh em là một cái con hạt phong thủy mà sông Nhan Trầm nha anh em. Đó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó, cái con hạt này á, cái thiết kế của nó nè và cái chi tiết của nó rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn rất là sắc sảo, rất là đẹp nha. Đó, nó cao hơn một gang tay của em nha. Đó, thì cái này á, là anh em có thể mình trưng bày, mình decor trong những cái không gian mà dạng như yên tĩnh rồi đó ha. Hay để cho những anh em mà mình thích sông Nhan Trầm cũng như là mình khử mùi đó, các thể loại luôn thì đều được hết nha anh em. Rồi thì cái con hạt này á, thì anh em thấy ha, nó bằng kim loại nha, rất là xịn sò. Rồi đi kèm nó là nó có cho anh em luôn là một cái hũ Nhan Trầm. Rồi thì bây giờ cái này em cũng mở ra sử dụng thử cho anh em mình luôn nha. Đó thì cái hũ Nhan Trầm này á, ở trong đây nó có mấy cái trầm nè. Đó, mình chỉ việc mình lấy ra, anh em lấy ra một cái anh em đốt thôi. Đó, mình lấy ra một cái rồi mình đốt anh em ha. Đó, còn cái này mình dặn ra nè, dặn nhẹ ra. Đó là anh em thấy ha, trong đây nó có một cái miếng nỉ này á, là anh em để mình có thể mình để Nhan Trầm mình đốt vô trong đó cũng không sao nha. Đó, đây Nhan Trầm thì em chỉ chẹt lên thôi. Đó, rồi em đặt vô trong cái này. Đó, đây cái miếng nỉ nè anh em thấy không? Đó, rồi để lại vô trong cái khớp của nó nè. Đó là ok. Đó, anh em thấy ha,
Đó, khá là đẹp luôn nha anh em. Nó vừa deco đẹp nè, mà nó xông nhang trầm, nó rất là thơm. Nó cái mùi trầm thì rất là dễ chịu, với lại là nó có cái tác dụng là trừ tà đồ, với lại là xua đuổi những cái côn trùng anh em ha. Đó, rất là đẹp nè. Đó, cho anh em xem ha. Đó, rồi thì cái bộ xông nhang trầm này nó gồm là một cái con hạt với lại một cái hũ nhang trầm này, thì bên em đang bán với giá là 270k nghe anh em. Đó, 270k. Rồi thì rất là đẹp ha. Này là cái con hạt này làm bằng kim loại nha anh em. Đó, trầm đốt lên xong nó rất là thơm, rất là dễ chịu anh em ha. Đó, anh em thấy không? Đó, tại em để gần anh em mới thấy nè. Đó, nhìn rất là đẹp nha anh em. Con này thì cái size nó to ha, hơn gang tay em đó. Rồi, ok anh em, 270k. Thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là đẹp luôn. Ở đây thì em lên cho anh em là một cái mẫu thước này, là thường anh em sẽ đo cái chiều dài nó rất là dài, ví dụ là 50m được, thường là anh em đo đất được ha. Thì mình chỉ việc mình cặm cái này xuống đất thôi. Rồi, cái đầu này kéo đi. Đó, mở cái này ra. Đây, đó. Rồi, lại anh em kéo đi ha. Đó, đây nè. Đó, anh em thấy không? Thước rất là sắc nét ha. Và cái lá thước này nó làm bằng kim loại luôn nha anh em, cho nên nó sẽ rất là bền, nó không có bị mục như là bằng nhựa. Rồi, ok, thì cái cây thước cắm đất này thì bên em đang bán với giá là 250 nha anh em. Đó, 250 một cái cây thước cắm đất 50m như vậy nha, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Anh em nào mà mình có nhu cầu mình đo cái chiều dài dài á thì mình mua cái thước này rất là ok nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một số cái mẫu bếp từ và bếp hồng ngoại cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là cái lô bếp từ bếp hồng ngoại hàng nội địa Nhật, nhưng mà nó xài được điện của nó là điện 200V. Nó 200V thì nó xài được điện là điện 220 mình luôn. Đó, điện 220 mình xài vẫn ok. Thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi hen, cái thiết kế, cái kích thước của nó thì giống nhau nha. Nó chỉ khác về cái mẫu mã cũng như là cái công dụng thôi. Rồi, thì bây giờ á, trước tiên là em sẽ giới thiệu đến anh em là cái mẫu bếp bếp từ nè. Đó, bếp từ tức là như thế nào? Bếp từ là một cái loại bếp mà nấu được những cái vật liệu từ tính, tức là những cái vật liệu như là nồi niêu xoong chảo mà 500 hít được thì nó sẽ nấu được. Đó, 500 hít được là nấu được nha anh em. Rồi, thì bây giờ cái này em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn. Chiều dài là 48 anh em ha. Chiều dài là 48cm. Rồi, chiều rộng của nó là 31cm anh em ha. 48 x 31 nha. Cái này nó có hai bếp anh em ha. Một bếp nhỏ nè là 1200kW, còn bếp lớn là 1500kW nha. Cái này là sử dụng được điện là điện 200V, thì điện 220 mình xài được luôn nha anh em. Rồi, ok, cái con này thì giá của nó là 1,7 triệu nha anh em. Đó, con này là giá 1,7 triệu ha. Tình trạng cũng còn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em cái mẫu bên đây. Bên đây là mẫu bếp hồng ngoại. Đó, thì nó cái kích thước cũng như cái con bên kia thôi. Hai cái con này cái kích thước nó như nhau anh em ha. Đó, đại khái em cũng đo lại cho anh em cái ha. Dài là 48 ha, rộng là 31. Rồi, thì cái bếp hồng ngoại á, là nó sẽ đặc biệt hơn bếp từ ở chỗ là nó sẽ nấu được mọi vật liệu. Đó, những cái vật liệu mà bếp từ không nấu được thì nó cũng nấu được luôn, cho nên nó đa dụng hơn. Rồi, thì cái con bếp từ này á, bếp hồng ngoại này á, thì nó cũng xài được điện là điện 200V. Đó, rồi, nó cũng gồm hai ngăn anh em ha, hai bếp nè, bếp đôi nè. Rồi, ok, cái bếp hồng ngoại này thì bên em đang bán với giá là 1,8 triệu nha anh em. Đó, 1,8 triệu nha. Anh em nào mình quan tâm và có cái nhu cầu sử dụng thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó này, ở đây em còn một vài cái cuộn dây điện. Anh em thấy không? Đó, đây, đây là dây điện hàng nội địa Nhật. Cái cuộn này là 100m nha anh em. Tình trạng thì anh em thấy ha, chưa có qua sử dụng luôn ha. Đó, cái này nó là gồm là 3 lõi 1.6, tức là 3 lõi đồng. Anh em thấy không nè, nó có 3 lõi đồng, mỗi lõi là đường kính là 1.6. Nó và cái lõi đồng này á, là nó đồng đơn anh em ha.
Đó thì cái này á, là hàng nội địa Nhật cho nên là cái chất lượng cũng như cái chỉ số của nó là chính xác nha anh em. Nó 1.6 của nó là nó to hơn 1.6 ở Việt Nam mình, nói thẳng là vậy luôn nha anh em. Rồi ok, thì cái này ha, nó giá của nó là 1 triệu, giá của nó cái này là 3 lõi ha, 3 lõi thì giá của nó là 2.4 triệu anh em nha. Đó, 3 lõi là giá là 2.4 triệu. Rồi ok, hiện tại em còn 2 cuộn thôi. Anh em mình thích thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì mùa này nắng nóng anh em ha, mùa mưa cũng gần tới rồi. Thì dù thì luôn là một trong những cái vật dụng không thể thiếu cho anh em mình ha. Đi ra đường hoặc là mình đi trên xe ô tô mình cũng nên để một cây nha. Và cái mẫu dù này là mẫu dù kiếm Nhật, nó rất là đẹp anh em ha. Nói cái cán nó là bằng kiếm Nhật nè. Đó, y như cái cây kiếm Nhật anh em ha. Mà quan trọng là nó cầm rất là chắc tay, nó có cái dây đeo như vậy nè. Đó, anh em có thể đeo lên trên lưng ha, nhìn nó rất là ngầu nha, rất là đẹp luôn á. Rồi, cái này thì nó có cho mình là cái bao nè. Đó, mình chỉ việc mình mở cái bao này ra. Đó, rồi, thì khá là hay ha. Rồi, đó, rất là ok. Cái cây dù này á, thì nó tương đối là nó to nha anh em. Nó to cho nên là anh em đi mà 2, 3, 4 người cũng khá là ok nha. Đó nè, em cầm cho anh em coi ha. Nó, mình nhìn cái xương của nó, cái dàn xương của nó là mình thấy rồi. Nó rất là chắc chắn, rất là đẹp nha anh em. Đó, em phải để xa ra nè. Đó, để em để xa ra em quay cho anh em, nó mới hết được cây dù ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì dù thì anh em biết rồi, nắng mưa vô tư. Đó, vật dụng không thể thiếu ha, nhất là trên xe ô tô. Có nhiều khi mình nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà mỗi lần đi lên đi xuống mà nắng quá hay là mưa quá gì đó thì nó rất là mệt ha. Đó, đây nó có cái nút bấm nè, mình bấm là mình xếp lại thôi. Đó, rất là ok nha. Rồi, dù kiếm Nhật anh em ha. Dù kiếm Nhật rất là đẹp luôn. Rồi, dù này thì bên em đang bán với giá là 220k. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. 220k nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đi kèm nó thì nó có luôn cho mình à. Cái túi này ha, đó anh em mình đeo vô. Đó, mình đeo vô là mình bỏ cái cây dù vô, nó vừa gọn gàng mà vừa đẹp nữa. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới dù kiếm Nhật này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Lại cho anh chị em mình là một cái lô máy dặn dít của Detong anh em nha. Đó, máy dặn dít cầm tay của Detong ha. Đó, một cái số lượng cũng vài chục cây thì anh em mình ha. Đó, mình đang có nhu cầu mình tìm một cái máy dặn dít pin cầm tay thì đây là một trong những cái máy rất là nhỏ gọn hiện tại luôn nha anh em. Thì đây mình chỉ việc mình mở ra thôi, cái máy thì nó nhỏ gọn như trong lòng bàn tay em nè. Đó, nó có những cái tính năng như là dặn vô nè, dặn ra nè, bật đèn nè, đó bật đèn anh em ha. Đó, hoặc là dặn vô nè, dặn ra, rất là đơn giản. Còn đây là cái đầu vít gài. Nói cái đầu vít gài này thì đầu vít gài thông dụng nha anh em. Đó thì khá là hay. Còn ở đây thì nó có cái chui sạc cho mình ha. Mình xài hết pin thì mình cắm vô đầu tay xi này mình sạc thôi. Rồi thì cái này nó cũng khá là tiện lợi anh em nha. Đi kèm của nó là nó có cho mình cái cáp sạc nè. Đó, cái cáp sạc này ha, nó đầu USB với đầu Type-C cho mình sạc nha. Và đi kèm nó có luôn cho mình những cái mũi vít cho anh em mình sử dụng ha. Nó gồm là mũi vít dẹp nè, ba ke nè, lục giác bông, lục giác bi nè. Nó những cái cây thông dụng nha anh em. Rồi thì nói chung là nó gọn gàng, gọn nhẹ, nó phù hợp cho anh em mình sửa chữa điện tử ha. Dặn những cái túp lô điện hay những cái con vít mà dặn nhẹ nhàng rồi đó. Thì anh em lấy cái này khá là ok ha. Đây là cái mẫu mới nha anh em. Đó, mẫu mới của Detong ha, rất là xịn sò rồi. Bên em đang bán với giá là 395.000 anh em. Đó, giá chỉ có 395.000 cây vít thôi ha, dặn vít pin cầm tay nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì em mới về được cho anh chị em mình một ít cái bình đựng đá anh em nha. Đó, đây là cái xô đựng đá, nó dành cho những anh em mà mình mê nhậu nè. Đó, mình mê úp rượu nè, úp bia nè, hoặc là nước ngọt, nước trái cây gì đó anh em nha. Thì đây là của thương hiệu là Wieselin, cái này là của Đức nha anh em. Đó, nó bằng inox 304, ở trên nó có cái quai sắt rất là đẹp anh em nha. Đó, rồi thì cái này á là nó là cái dung tích của nó là được là 3 lít anh em ha. Nó 3 lít rồi, em mở bên trong ra cho anh em coi thử luôn. Đó, ở đây mở bên trong anh em thấy ha, người ta thiết kế nè là làm một cái lớp rất là dày như vậy là để cho nó giữ nhiệt các anh em ha, kiểu như là nó giữ nhiệt anh em bỏ đá bỏ đồ vô á. Đó, còn về cái phần nắp anh em thấy không, cái nắp này nó cũng có cái ron nè, nó có cái ron khi đậy lại nó rất là kín hơi anh em nha.
Đó, rồi inox 304 thì rất là an toàn cho sức khỏe luôn mà cực kỳ xịn sò anh em nha. Có một cái nắp như vậy luôn. Đó, dung tích là 3 lít nha anh em. Đó, kích thước của nó là 18 x 18 nha anh em. Đó. Ngang 18, cao cũng 18 luôn. Rồi, 3 lít nha. Rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 550k nha anh em. Đó, xô đựng đá của Đức nha. Đó, anh em mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là hay, rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng châu Âu đợt này về, em về được một cái đồng hồ để bàn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây. Đó, mẫu đồng hồ để bàn, đồng hồ cơ để bàn ha, hàng châu Âu. Đó, đây là mặt sau nè, còn đây là mặt trước nè, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này á là cái chiều dài của cái phần chân nó là 38 cm nha anh em. Chiều dài phần chân là 28 cm chứ, chiều dài phần chân là 28 cm nha, còn chiều cao của nó là 18 cm. Đường kính của cái mặt đồng hồ là 10 cm, 11 cm. Đó, 11 cm. Rồi cái này thì nó là hai cái lỗ cót hết anh em, hai lỗ cót đi kèm cái đồ linh cót luôn nè. Hai cái lỗ cót này thì cứ mỗi 30 phút thì nó sẽ điểm chuông một lần nhé. Rồi thiết kế hoa văn của châu Âu nhìn rất là đẹp ha. Rồi còn đây là phần bên trong nè. Đó anh em thấy ha, một cái quả lắc, một cái chuông ha, đây nè. Đó, âm thanh rất là ok. Rồi máy hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đây. Đó, cái này là cái bộ máy bằng đồng rất là đẹp ha. Thì những cái bộ máy như vậy thì mình sử dụng là một vài trăm năm là bình thường luôn á. Rồi thì phía sau nó có một cái miếng lưới để chắn lại ha, kiểu như chắn bụi bẩn đồ này nọ, côn trùng rồi thôi. Rồi thì cái này em cũng test thử cái tiếng chuông cho anh em mình xem nha. Đây thì cứ 30 phút là sẽ điểm chuông một lần. Đó, 30 phút là điểm chuông một lần, tròn giờ thì nó sẽ điểm nhiều hơn. Đó, rất là đẹp ha anh em. Cái mặt cũng đẹp nữa nè. Đây, cái phần mặt nè. Đó, khá là đẹp ha. Rồi, những cái này để bàn thì cực kỳ đẹp nha anh em. Nhất là anh em decor những cái không gian cổ á. Đó. Rồi, cái này á thì em cho nó đánh chuông cho anh em xem nha. Đó, đánh chuông anh em nha. Cứ đó, tiếng chuông rất là vang nha anh em. Lên cái nữa nè. Đó, khá đẹp, khá hay. Rồi, nói chung cái con này để trên bàn thì nó đẹp lắm, rất đẹp nha anh em. Để em quay lại cho anh em xem cái mặt trước nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok anh em, thì cái con đồng hồ để bàn này, hàng châu Âu này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nha anh em. Đó, 6 triệu rưỡi nha, chỉ có một con duy nhất nha. Rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi, 6 triệu rưỡi, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha, của thương hiệu là CSBS. Đó, thì cái mẫu xe đẩy này có thể đẩy di chuyển đi rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng bằng 4 cái bánh xe của nó nha anh em. Đó, 4 cái bánh xe này nó có thể là đẩy di chuyển đi tùm lum tùm la ha. Nó khi anh em để đồ đạc công cụ dụng cụ vô thì mình có thể đẩy đi được ha. Ở bên đây nó có cái tay cầm để cho mình đẩy đi nè. Đó, khá là tiện lợi, rất nhẹ luôn nha anh em. Thì cái xe đẩy 3 tầng này của thương hiệu CSBS là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng anh em ha. Những anh em mà mình làm gara, đầu tư gara đồ thì hầu như đều biết những cái thương hiệu này rồi. Đó, cái này là nó chuyên xuất khẩu qua Mỹ cho nên là ở bên Mỹ rất là nhiều cái gara sử dụng cái thương hiệu này.
Rồi thì cái mẫu này là mẫu xe đẩy 3 tầng anh em ha. Nó anh em nhìn vô là mình biết rồi, nó có 3 cái tầng. Rồi và ở trên đây nó có cho mình một cái miếng đệm nè. Thật ra là 3 miếng đệm. Mỗi tầng anh em sẽ để cái miếng đệm lên để khi mình để đồ đạc lặt vặt nó không có bị trầy. Rồi thì cái này em cũng sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Rồi về cái mẫu xe đẩy này thì cái chiều dài của nó là 72 cm anh em ha. Chiều dài là khoảng 72 cm. Chiều rộng nè. Chiều dài 72, chiều rộng là 43. Đó, còn về cái chiều cao từ dưới đất lên trên tới cái phần này là 76 anh em ha. Đó, 72 nhân 43 nhân 76. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này ở phía dưới là nó có 4 cái bánh xe chịu lực, nói chung nó tải cũng rất là nặng anh em ha. Cỡ em mà em 70 mấy 80 kg em ngồi lên là đẩy thoải mái luôn á. Rồi thì nó gồm 3 cái tầng, 3 cái ngăn cho mình dày. Ở ngoài thì sơn tĩnh điện anh em ha, sơn tĩnh điện màu đỏ nè. Đó, đỏ nhám này nên nhìn nó đẹp lắm anh em. Đó. Sơn tĩnh điện màu đỏ nhám ở bên ngoài, nhìn rất đẹp anh em ha. Cực kỳ chắc chắn luôn, cái này mà hai người ngồi lên thì cũng được luôn nữa đó. Đó, cực kỳ chắc chắn nha. Và cái bản này thì nó có hai màu, một màu đen và một màu đỏ, cả hai màu thì đều là màu nhám hết cho nên nhìn nó cứng cáp và nó rất là đẹp. Rồi thì cái xe đẩy 3 tầng này thì bên em đang bán với giá 1.400.000 nha anh em. 1.400.000 một cái tình trạng là mới 100% ha. Khi gửi đến anh em là em sẽ gửi full thùng cho anh em về ráp vô. Rồi ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu xe đẩy 3 tầng này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu tủ công cụ dụng cụ ha anh em. Rất là đẳng cấp ha, của thương hiệu là CSBS. Thì cái thương hiệu CSBS này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ nha anh em. Đó mà nó may mắn cho mình là cái đây là nó gia công tại Việt Nam. Đó để nó xuất qua Mỹ cho nên cái giá ở tại Việt Nam mình mua sẽ rất là rẻ hơn bên Mỹ rất là nhiều. Đó thì anh em mình nhìn vô là mình thấy cái tủ này cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó thì đây nè, ở cái mặt trên của nó là làm bằng một cái tấm ván anh em ha. Đó, một cái ván rất là đẹp, rất là dày nha. Rồi tiếp theo là cái nước sơn của nó, anh em nhìn ha, đây là nước sơn màu đen mà đen nhám nha anh em. Đó, nước sơn màu đen đen nhám rất là đẳng cấp ha, rất là đẹp luôn. Đó, anh em mà làm gara hay là mình để mình treo công cụ dụng cụ đó, cất công cụ dụng cụ đồ nghề rất là đẹp. Rồi ở đây nè, nó đây là một cái tay nắm rất là đẹp ha. Cái này là cái màu của nó là màu nhôm xước, cái màu này là màu nhôm xước nha anh em. Và cửa của nó cửa hít luôn nè, nó anh em thấy không? Đây, cửa hít nè, nó đẩy gần là tự hít vô nha. Đó, các đây là đều là cửa hít hết luôn ha. Rất là đẳng cấp anh em ơi. Cái ngăn của nó thì rất là to ha. Anh em có thể là mình để được rất là nhiều cái máy móc công cụ dụng cụ vô trong đây nha. Đó, đây, đẩy gần như là nó tự hít. Rồi, thì cái tủ này là nó gồm cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 10 hộc kéo anh em nha. 10 hộc kéo và trên đây nó có cái chìa khóa nè. Khi mà anh em khóa một cái này là tất cả những cái ngăn ở dưới đây cũng sẽ đều khóa hết luôn nha anh em. Đó. Ở đây đi kèm là người ta cho mình một cái chìa khóa ha, một cặp chìa khóa ha. Và ở đây nó có luôn cho mình những cái miếng lót nha anh em. Đó, nó có cho mình những cái miếng lót để khi mình để máy móc công cụ vô đây á, nó sẽ không có bị trầy, nó không có bị trầy cái ngăn của mình. Đó, rất là hay ha. Rồi, tiếp theo thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh em luôn để anh em mình hình dung được cái tủ này bao lớn để mà mình xem coi nó có vừa vặn để thiết kế cái gara của mình không, cái góc để mình để đồ đạc công cụ hay không nha. Rồi về cái chiều dài thì em sẽ chiều dài của cái tủ này là 132 cm anh em nha. Đó, chiều dài là 132 cm. Còn về chiều sâu, nó chiều sâu của nó là 46 cm, 132 x 46. Rồi tiếp theo là một cái chiều cao nha anh em. Chiều cao từ ở dưới đất nè, đó, từ ở dưới đất lên tới cái mặt ván này là khoảng 95.5. Đó, 95.5 nha anh em. Và cái này á, là em đã đo gồm cái chiều cao của bánh xe luôn nha. Tức là từ dưới đất lên, nó gồm cái chiều bậc cao của bánh xe là 95.5. Đó, nếu như không có bánh xe nè, em đo luôn cho anh em coi. Nếu như không có bánh xe, bởi vì có một số anh em mang về là mình gỡ bánh xe ra luôn. Đó, nếu như không có bánh xe là 80 nha anh em. Đó, không có bánh xe là 80. Rồi thì
anh em mình á ha, mình thích để bánh xe thì mình để, còn không thì mình có thể gỡ ra cũng rất là đẹp anh em nha. Và bánh xe của nó là bánh xe rất là xịn sò anh em ha. Bánh xe này là nó chịu tải á, chịu tải là 500 kg đó. Một cái bộ bốn bánh xe này chịu tải 500 kg rất đẳng cấp anh em ha. Nó gồm là hai bánh có khóa và xoay được 360 độ và hai bánh cố định đó, rất là dễ dàng di chuyển nha anh em. Rồi thì cái tủ này đó, cái tủ này chiều dài là 132 cm, rất đẹp luôn nha anh em đó. Rồi ở bên hông này nè, ở bên hông này nó có cho mình là một cái dây điện, cái dây này anh em ghim vô trong cái ổ điện nha. Và ở đây nó có cho mình nè, nó có cho mình là ba cái chui để lấy điện. Và anh em biết rồi ha, hàng Mỹ đó, Mỹ và Nhật rồi đó, thì thường người ta sẽ xài cái chui dẹp và có ba chui lận để có một cái chui an toàn, tức là một cái dây gọi là dây mát á, một cái là cái dây mát để an toàn ha. Đó. Rồi, còn ở đây có thêm hai cái cổng USB cho mình luôn. Và ở đây nó có cho mình cái lỗ ốc nè để anh em gắn thêm một cái tay vô nữa ha. Đây. Cái tay này. Để mình gắn vô đây nè anh em. Để mà mình đẩy đi á, nó rất là chu đáo ha, đầy đủ cho anh em luôn nha. Rất là ngon lành. Rồi thì cái tủ này bên em đang bán với giá là rất là rẻ luôn anh em ha. Nó giảm rất là nhiều. Cách đây khoảng 1 năm á, thì giá của nó gần 13 triệu. Nó cách đây khoảng 1 năm trước thì giá của nó gần 13 triệu, giá bây giờ chỉ còn có 10 triệu rưỡi thôi, 10 triệu rưỡi thôi anh em ha. Đó, cái giá đang sale anh em nha, 10 triệu rưỡi. Anh em nào mình đang có cái nhu cầu mình tìm một cái tủ công cụ dụng cụ á, thì đây là lựa chọn rất là tuyệt vời anh em nha. Với lại á, ở cái tủ này nó có thiết kế cho mình là một cái vách nè, ở phía sau nó có một cái lỗ để anh em bắt cái vách lên nữa. Cái vách nó là vách lưới anh em ha, nó có một cái vách lưới đó. Khi anh em mua thì mình có thể mua luôn cái combo, nó có cái vách lưới để mình có thể là mình gắn những cái, mình treo những cái công cụ dụng cụ lên trên đó nữa. Nó rất là hay anh em nha. Tại Mỹ thì giá rất là mắc tiền, tại Mỹ nó cả ngàn đô á, hơn ngàn đô anh em ha, 20 mấy triệu, mà giá tại Việt Nam mình á chỉ có 10 triệu rưỡi thôi nha anh em. Rồi tình trạng là thì anh em biết rồi ha, chưa có qua sử dụng nha. Đó, rồi giá 10 triệu rưỡi. Và bên em có thêm một cái bảng nữa là tay nắm mạ vàng. Tay nắm này là tay nắm mà nhôm xước nè. Đó, thì cái hãng này á, cái là nó rất là nổi tiếng tại Mỹ rồi ha. Anh em mà mình hay thích coi những cái trang web của Mỹ là mình sẽ thấy những cái tủ dụng cụ CSPS rất là nhiều. Rồi, thì cái này á, là cái bảng này là bảng tay nắm màu trắng này nè anh em ha. Nhôm xước này á, thì giá 10 triệu rưỡi. Còn nếu như anh em mình mua cái bảng tay nắm mạ vàng thì thêm 200 ngàn nữa giùm em ha, là 10 triệu 7. Nó y chang về luôn là cái tay nắm này nó mạ vàng vô thôi. Rồi ok anh em nha, anh em nào quan tâm tới cái tủ này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Về lại cho anh em được là cái đèn mang song anh em ha. Đây là đèn mang song sử dụng pin nha anh em. Cái này là đèn mang song sử dụng pin của thương hiệu là Takiko. Rồi thì cái đèn này á, nó rất là đơn giản anh em, mình chỉ việc mình sạc pin thôi rồi mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm dặn nè anh em, dặn nè, nó là cái chế độ ánh sáng ha. Cái này là ánh sáng trắng vàng nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi nếu như mà mình muốn nó sáng mạnh hơn thì ở đây mình chỉ việc mình dặn mạnh hơn thôi. Đó, mình càng dặn thì nó càng mạnh anh em ha. Rồi cái ánh sáng của nó cũng rất là đẹp nha. Đó, ánh sáng rất là đẹp luôn anh em ha. Thì thường những anh em mà đi camping cắm trại ở ngoại hoặc là nhà mình mà hay cúp điện rồi đó, nó thì mình đi ban đêm rồi hay sử dụng đèn á, thì anh em mua cái đèn này anh em cầm đi ha, nó rất là ok. Với lại pin của nó là pin sạc cho nên nó rất là tiện lợi anh em ha. Rồi đi kèm nó là nó có cái cáp sạc luôn cho mình nè, mình chỉ việc là mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, cái này thì nó anh em để nắng mưa cũng khá là ok luôn anh em. Rồi rất là ok, ánh sáng nhiệt độ màu rất là đẹp ha, nhiệt độ màu này nó rất là dễ chịu nè. Rồi ok anh em nha. Rồi cái đèn mang song này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Rồi 190k một cây, có một cái màu rêu rất là đẹp ha. Rồi màu quân đội rất là đẹp luôn. Rồi thì các anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình giữ nhiệt rất là cao cấp anh em ha, nó của Đức nha. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này á, là cái dung tích của nó là 1.6 lít.
dung tích 1.6L, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó giữ được nóng lạnh luôn nè. Và mình nhìn nè, mình nhìn cái thiết kế của nó là mình đã thấy rồi ha, rất là chất lượng luôn nè. Đó, cái này là giữ nóng và lạnh luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này ở phía trên nó có cái tay xách nè anh em, có thể mình xách ngang cũng được ha, hoặc là mình để đứng cũng được. Nó rất là nhiều cái kiểu để cho mình nha. Và cái này á thì em mở bên trong cho anh em. Đó, anh em thấy ha, cái ngăn nó có cái này thì nó giữ nóng rất là cao, rất là lâu. Rồi. Đó, trong đây nó có luôn cái quai xách cho mình luôn nha anh em. Rồi, ở đây inox 304, rất xịn sò, rất cao cấp anh em ha. Đó. Rồi thì cái bình này á, cái dung tích của nó là 1.6L nha anh em. Dung tích của nó là 1.6L ha, rất là cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Rồi, thì cái bình giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 690k nha anh em. 690k ha. Cái này là của Đức nha anh em. Rất là xịn, rất là cao cấp. Với lại em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nè. Đó, chiều dài của nó ha, chiều dài của nó là khoảng là 29 cm nha anh em. Chiều dài là 29 cm. Còn về cái phần đường kính của nó là khoảng là 11 cm. 29 × 11 nha anh em. Rồi, rất cao cấp, rất đẹp luôn nha anh em. Những anh em khó tính thì nhận cái này cũng sẽ thấy rất là đã luôn nha. Rồi, 690k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, bình giữ nhiệt của Đức 1.6L, 690 nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình mấy cái con cua phong thủy bằng đồng anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, anh em mình nhìn vô là thấy nè ha. Đó, một cái con cua nó ngồi trên cái đống vàng và nó đang cầm một cái đồng tiền. Rất là đẹp luôn nha anh em. Làm rất là sắc sảo anh em ha. Rất là sắc sảo nha, rất là đẹp luôn á. Cua phong thủy bằng đồng. Rồi, ok, thì cái con này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, kích thước của nó là chiều cao của nó là 21 cm. Chiều cao của nó 21 cm ha. Còn chiều ngang của nó là 16.5 cm. 21 × 16.5 anh em ha. Giờ cua này thì nó nặng khoảng là 1.6 kg anh em, 1.5 kg, 1.6 kg nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok, thì cua này á, thì bên em đang bán với giá là 1.3 triệu một con anh em ha. 1.3 triệu một con, cái này nó thích hợp cho anh em mình để trên bàn làm việc nè. Đó, mình để trên bàn thờ, tủ thờ ông địa nè. Đó, bàn làm việc hoặc là mình để ở trên những cái bàn, cái tủ của mình ha. Phong thủy nó rất là tốt nha anh em. Rồi, ok, anh em mình quan tâm tới cái mẫu cua đồng phong thủy này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu máy rửa xe sử dụng pin của Hiromi. Rồi thì trọn bộ của nó sẽ full hợp như vậy. Nó gồm đầy đủ là thân máy, pin, dây hút nè. Rồi cũng như là những cái phụ kiện kèm theo cho anh em mình luôn nha. Đó, nó có đầy đủ luôn, có luôn bình xà bông nha. Rồi thì cái này em sẽ ráp lại và em test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả làm việc cho anh chị em mình xem luôn. Thì bây giờ em sẽ sử dụng cái máy rửa xe pin này để em rửa xe cho anh em mình xem luôn nha. Đó. Sạch nha anh em. Đó, khá là sạch ha. Nó tịt cũng được bụi bẩn đầy đủ nè. Đi lên nè. Đó. Rồi, chỉ cần sạch mấy cái là nó cái xe của mình cũng khá là sạch rồi ha. Rất là tiện lợi, chỉ việc cắm dây vô thôi. Còn nếu như anh em mà mình muốn sử dụng cái chế độ sạch sè thì mình thay cái đầu thôi. Đó, mình chỉ cần mình thay cái đầu này là anh em sẽ sạch sè được rồi. Anh em thấy không? Đó, sạch rửa nè. Cái này là chế độ sạch rửa ha. Đó, khá là sạch sẽ ha. Rồi, còn nếu như anh em vẫn còn muốn sử dụng cái chế độ xà bông á, thì ở đây, đó em nè, gắn cho anh em cái bình xà bông vô luôn. Đó, để mình sạch ha. Đây là cái nước dung dịch rửa xe không chạm ở bên em luôn nha anh em. Đó, thì khi mà anh em sạch một cái lớp xà bông lên thì chỉ cần chút mình sạch nước lại thôi là cái xe mình cũng sạch nữa. Đó, anh em thấy không? Đây nè. Wow.
là ngon lành ha. Đó thì anh em thấy ha, cái bộ của cái máy rửa xe này là nó có luôn cái bình xà bông này cho mình rồi. Về chỉ việc mình bỏ cái dung dịch rửa xe vô trong đây để mình xịt thôi là cái xe mình nó phủ đầy xà bông ha, rất là dễ lau chùi luôn, vệ sinh luôn. Đó, khá là ok anh em ha. Quá là ngon. Rồi, thì khi mình xịt xà bông xong á, mình lấy cái kim. Rồi, mình lấy cái này mình xịt vô là ok. Đây, xịt lại cho anh em xem luôn. Trắng nha. Khá là ok hết anh em. Đó, mình rửa sơ vậy là xe mình đã sạch sẽ rồi nha. Rồi, còn nếu như anh em mà mình muốn vệ sinh, mình muốn vệ sinh sàn nhà rồi hay là vệ sinh tảo mộ rồi ví dụ vậy ha, thì anh em sử dụng cái này. Đó anh em ha. Đó mình sạch nó đi những cái vết bụi bẩn dơ nè ha. Đó, đi rất là sạch sẽ luôn anh em ha. Rồi, ok, máy rửa xe pin rất là ngọt, rất là khỏe mà cũng rất là tiện lợi cho anh em luôn nha. Rồi, thì sau khi test xong cái công dụng cũng như cái hiệu quả làm việc của cái máy rửa xe pin này thì anh em thấy ha, nó rất là ok, rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Và đi kèm nó có cho anh em một cái hộp đựng như vậy luôn nha. Đó thì trọn bộ của nó là gồm một máy nè, một viên pin nè và một sạc ha anh em. Một máy, một pin, một sạc và những cái phụ kiện đi kèm ha, có luôn cái bình xà bông này cho anh em luôn. Thì bên em đang bán với giá chỉ có 390k thôi. Đó, trọn bộ là 390k nha anh em. Đó, anh em nào mình quan tâm thì mình inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình chữa cháy mini nha. Đây là bình chữa cháy mini cầm tay thì anh em mua có thể mình để trên xe ô tô hoặc trong phòng dầm việc hoặc những cái nơi mà anh em muốn ha. Nó để vô để cho nó phòng hờ những cái trường hợp khẩn cấp nha. Đó thì cái này nó rất là dễ, nó có cái chốt này nè. Anh em chỉ việc rút cái chốt này ra rồi mình bấm vô đây thôi là nó xịt ra ha. Cái này là nó sử dụng cái bột nha anh em. Rồi thì cái này nó cũng rất là hay ha. Đó, nhỏ gọn như một cái chai xịt mũi thôi, nhưng mà khi có những cái sự cố cũng như rò rỉ điện ha, cái gì đó hang chập cháy gì đó thì mình sử dụng cái này cũng rất là tiện lợi nha. Rồi thì cái bình chữa cháy này bên em đang bán với giá 110.000 nha anh em. 110.000 một cái bình chữa cháy mini như vậy nha. Đó, anh em mua để phòng hờ rất là ok nha. Em lên cho anh chị em mấy cái mẫu là than rút ha, than rút với lại là than ghế cho anh chị em mình luôn. Đó, để dành cho những anh chị em mình làm công trình hoặc sử dụng gia đình nha. Đó, những cái mẫu than này là than nhôm cho nên nó không có rỉ sét ha, nó rất là bền bỉ và nó cực kỳ là trâu bò luôn cho mình. Rồi thì em sẽ giới thiệu từ những cái mẫu than thấp cho tới những cái mẫu than cao để anh chị em mình dễ dàng theo dõi cũng như là lựa chọn nha. Rồi thì ở đây em về cho anh chị em mình đây ha, là một cái than, đây là than 2m3. Đó, cái này là than chữ Y, nó rút ra được tối đa là 2m3. Thì anh em cái than này nó hơi đặc biệt hơn những cái than khác là ngay này nó có cái móc nè anh em. Nó thì em vẫn giữ nguyên cái móc cho anh em luôn. Tại vì cái than này là người ta tháo những cái liều cắm trại của Nhật á, người ta tháo những cái liều mà bắt lên trên cái nóc xe tải á, nó cái xe bán tải á, nó có hay có cái liều ở trên nóc xe bán tải thì người ta phải sử dụng cái than như vậy để người ta leo lên, cho nên cái kích thước của nó là 2m3. Thì khi anh em mình mua thì mình cân đối coi nó phù hợp với nhu cầu của mình nha. Thì cái này là than rút thẳng chữ Y. Nó thì bây giờ em sẽ mở thử ra cho anh em mình xem luôn. Nó ở đây thì tất cả những cái than thì bên em đều có một cái sợi dây đai như vậy. Nó chỉ cái việc là mình mở lên thôi, một nút nhạc là mở lên. Nó rồi anh em thấy không? Nó một nút nhạc là mở lên 2m3, rất là chắc chắn luôn anh em ha. Đó, cái này em leo hai người em leo lên cũng vẫn ok, rất ok luôn anh em. Đó rồi thì nó phù hợp cho anh em để anh em leo trèo ha. Nó cực kỳ chắc chắn mà khi xếp lại cũng rất là gọn gàng luôn.
Đó, rồi thì bây giờ cái này em cũng xếp lại cho anh em mình luôn nha. Đó thì mình cứ việc mình để lên, mình để thẳng lên rồi mình xếp lại thôi. Đó. Đó, khá là ok, gọn gàng, nhẹ nhàng. Đó thì những cái than nhôm này anh em có xài nó cỡ nào thì nó cũng sẽ đẹp như vậy thôi. Rồi cái than nhôm 2m3 này ha, than rút chữ Y là rút thẳng như em vừa rút ha, 2m3. Cái giá của nó là 850 nha anh em. À. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em một cái mẫu than nữa. Cái than này thì cái kích thước nó sẽ dài hơn cái than 2m3. Cái than này là chiều dài của nó là 3m8. Nguyên tắc và nguyên lý thì như cái than kia. Đó. Mà chiều dài của nó sẽ là 3m8. Rồi, em mở ra cho anh em mình xem luôn. Nó thì đây nó có cái cọng dây đai cho nó. Đó, thì anh em thấy mở rất nhanh ha. Đó, chỉ việc là mình mở cái là lên tới nóc thôi. Đó, cực kỳ chắc chắn nha nè. Cực kỳ chắc chắn ha. Đó. Cực kỳ chắc chắn cái này hai ba người lên cũng rất là ok. Leo lên cái nữa đi. Đó, anh em thấy không? Hai ba người lên cũng rất ok. Thật ra là những cái thang này cái nguyên lý nó đè nặng xuống là nó chịu tải rất là cao. Cho nên anh em yên tâm nha. Rồi, ok anh em. Ở dưới những cái chân của cái thang này nó là một cái cao su, nó có những cái răng nó trống trượt, cho nên anh em cứ yên tâm ha. Rồi, còn anh em mà mình gài lại thì chỉ việc là mình bấm cái nút này thôi, cứ để thẳng lên, bấm nút thôi là nó gài lại cho anh em nha. Khá là ok. Đó. Rồi, mình lại đai nó lại y như cái lúc mà mới sử dụng. Rồi, cái cây thang này thì cái chiều dài, chiều cao của nó ha, thang rút thẳng chữ Y. Rồi, cái này cái chiều cao của nó là 3m8, rồi giá của nó là 1.650.000 nha anh em, 1.650.000. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em là một cái mẫu than 4m4. Đó, 4m4 thì ở bên em hiện tại đang có là hai loại nha anh em. Đó, 4m4 là em đang có hai loại, một loại màu đen và một loại màu xanh. Thì như anh em biết ha, cái màu xanh cái chất lượng nó sẽ cao hơn xíu. Thì chất lượng nó cao là có nghĩa là như vậy nè. Cái chất lượng của nhôm nó sẽ dày hơn xíu, nhưng thật ra đối với em không phải dày là ngon, là mà bởi vì á mình sẽ mua một cái than theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Ví dụ cái than này nó nhẹ hơn thì nó sẽ tiện lợi cho mình di chuyển hơn. Còn những anh em nào mình cần làm cái than mà cái độ chắc chắn cao để mà mình có thể là leo được nhiều người hay như thế nào đó thì mình hãy chọn cái màu xanh. Cái nào nó cũng sẽ được, cái này nó mắc cái kia, cho nên mình mua cái nào theo nhu cầu của mình là hợp lý nhất. Rồi, tiếp theo thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái than màu đen. Cái than màu đen này 4m4 thì nó cũng như cái cây 3m8 vừa rồi thôi, cũng rút thẳng, em cũng rút sơ cho anh em coi cái đi. Những cái mẫu than này thì rút nó rất là nhanh gọn. Chỉ việc là mình kéo lên thôi. Anh em thấy, chỉ việc là kéo lên. Đó. Cứ đưa thẳng lên hoặc là rút là kéo lên thôi. Còn cái khúc hạ xuống anh em cũng giống vậy luôn. Đó. Không, thường thì những cái cây 3m4, cái cây 4m4 á thì bắt đầu là những cái lóng chân của nó rất là to, cho nên là nó chịu tải rất là cao. Đó, em cũng leo thử lên cho anh em mình xem luôn. Đó. Đó, khá là ok. Đó, anh em thấy không? Đó, leo lên rất là ok. Hai ba người, rồi thậm chí ba bốn người cũng không sao nữa. Cái lực của nó khi nó chịu theo phương thẳng nó rất là cứng. Thật ra không cần test cũng biết nó cứng nữa, nhưng mà test cho anh em xem để anh em mình thấy ha. Nó hai bạn nhân viên của em thì tức là hai bạn ấy cũng ít nhất cũng phải 160 kg rồi. Rồi, ok, hạ xuống thôi. Đó, không xi nhê gì với những cái thang này đâu. Cho nên anh em làm công trình hay là leo trèo gia đình gì đó là vô tư. Rồi, thì hạ xuống cũng vậy. Anh em thấy không? Ngay này nó có những cái nút nè, anh em chỉ cần mình gạt cái nút vô thôi. Đó. Mình gạt hai cái nút nó vô, để thẳng xuống thôi là nó sẽ tự động xếp lại. Đó. Rất là tuyệt vời, rất đơn giản nha. Rồi xong thì mình cũng đai lại luôn. Đó, rồi ok anh em ha. Cây này là 4m4, giá của nó là 1.950.000. Rồi tiếp theo em tới một cái cây 4m4 nữa màu xanh. Cái cây này thì nó cái nguyên tắc thì cũng như cái cây kia thôi, nhưng cái cây này nó dày dặn hơn, nó dày dặn hơn xíu. Đó thì bây giờ em cũng mở xử cho anh em coi luôn.
đó, thì mình cứ rút thẳng lên, mình rút tới đâu mình xài tới đó. Ví dụ như đồng ý là 4m4 nhưng mà cái nhu cầu anh em xài có 3m thì mình cứ rút 3m thôi. Đó, nó rất là tiện lợi ha. Thường thì mình mua cái thang nó dài á thì nó sẽ phù hợp với nhu cầu, tức là nó sẽ đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của mình. Đó. Đó, khá là ok. Rất chắc chắn anh em ơi. Cái chân không xi nhê gì luôn nè. Rồi, leo xuống luôn. Đó, anh em thấy không? Leo xuống không có xi nhê gì hết, hai bạn leo lên leo xuống. Không ảnh hưởng gì tới cái thang này hết. Đó. Rồi. Hạ xuống thì cũng vậy thôi. Đó, mình cũng thấy không? Bấm cái nút. Đó, mình bấm hai tay, mình bấm hai bên. Đó là nó sẽ tự động nó hạ xuống cho mình thôi. Những thẳng thớm đó, thẳng ngay nó là rất là ok. Đó. Rồi, lại đây lại tiếp tục đây lại. Rồi, thì cái cây này ha, nó sẽ nặng hơn cây màu đen nha anh em. Thì nó dày hơn thì anh em phải hiểu là nó sẽ nặng hơn. Rồi, cây này là 4m4, giá của nó là 2,6 triệu nha anh em. Đó, giá là 2,6 triệu. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp một cái cây cao nữa. Cái cây này là 5m. Rút thẳng 5m cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cũng vậy em cũng test sơ cho anh em cái luôn. Đó, thì khi rút thẳng 5m nó lên tới trên nóc luôn. Đó. Rất là cao. Đó, anh em thấy không? Rất cao. Rất là cứng. Ok, rồi tới đó được rồi. Đúng đi. Đó, anh em thấy không? Thường á là những cái thang mà nó cao á, thì cái chân nó sẽ to hơn xíu để nó chịu lực nè. Cái này á là nó ghi cái mức độ chịu lực là nó là từ 150 kg, thì anh em cứ thoải mái ha. Đó, rồi. Ok. Anh em cứ thường thì thật ra cũng không ai mà nặng tới 150 kg hết anh em. Không ai mà nặng tới 150 kg hết. Đó. Rồi, ok, cây này là rút thẳng chữ Y. Đó, 5m nha anh em, rút thẳng chữ Y 5m, giá là 2,8 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo tới cây này luôn. Hồi nãy giờ là em giới thiệu anh em là những cái mẫu là thang rút thẳng chữ Y. Còn bây giờ thì sẽ tới cái mẫu là thang chữ A. Chữ A là cái nguyên tắc của nó là như vậy nè anh em. Nó là chữ A thì nó có thể đứng được không cần dựa vô tường. Khi anh em rút lên tối thiểu chữ A của nó thì nó được 2,5 m. Còn nếu như mình duỗi thẳng ra, nó duỗi thẳng ra được luôn nha anh em. Nó duỗi thẳng ra là được 5m, tức là 2,5 m nhân 2 là được 5. Rồi, thì cái này em cũng mở thử ra cho anh em coi luôn. Ở dưới chân cái cây của cái cây mà chữ A đó là nó sẽ có một cái chân trụ như vậy, để cho anh em khi mình kéo ra chữ A nó sẽ cố định thẳng hơn cho anh em. Đó. Nó sẽ cố định thẳng hơn cho anh em nha. Rồi, để thẳng ở ngoài luôn. Gá vô đi. Đó, cái này thì cái này là bên em mới cho nên là em gá sơ vô cho anh em xem thôi. Đó, rồi, để thẳng ra ngoài. Đó, anh em thấy không? Quay chiều chữ A qua đi. Đó. Rồi, thì cái thang chữ A này nó cũng có cái ưu nhược điểm khá là tiện lợi. Thí dụ như là khi anh em mình có thể mở cái bóng đèn ở giữa trần nhà thì mình cũng có thể được, bởi vì nó chữ A là như đó là anh em có thể leo lên rồi. Đó, anh em thấy không? Đó, leo lên tối đa là 2,5 m anh em ha. Đó, tối đa là lên tới tầng trên đó là 2,5 m luôn. Đó, thì cái thang chữ A này á nó sẽ rất là to, nó rất là cứng, rất là to, nó cực kỳ chắc tay chắn cho anh em luôn ha. Đó, rồi, hạ xuống, leo xuống. Và cái thang chữ A này khi mà anh em muốn duỗi thẳng thành chữ Y cũng được luôn. Rồi, thì bây giờ á em hạ nó xuống, em duỗi thẳng sơ cái chữ Y ra cho anh em mình. Đó, ở đây nó có cái chốt nè anh em. Nó khi mình muốn hạ chữ Y thì mình chỉ việc mình bật cái chốt này ra thôi. Đó, rồi, anh em kéo ra là được.
bật cái nữa cái này. Tại vì nó có rồi thẳng luôn đó anh em ha. Đó khi mà mình kéo thẳng nó ra thì nó sẽ thành chữ Y đó. Anh em có thể lấy anh em gá lên trên trên ấy, trên tường đó, để mà mình có thể leo. Và những cái khớp này anh em vẫn có thể hạ xuống theo cái nhu cầu anh em luôn nha. Đó rồi thì cái thang chữ chữ A này ha anh em, đó thì nó vẫn rất là cứng, nó leo lên thoải mái nha. Đó đó, leo thoải mái rồi, ok, hạ xuống cho anh em luôn. Rồi cái thang chữ A này thì bên em 5m ha, thang chữ A 2,5m nhân 2,5m này thì bên em đang bán với giá là 2,8 triệu luôn nha anh em. Đó, giá là 2,8 triệu luôn. Đó rồi, hạ xuống cho anh em luôn, hạ xuống xếp lại luôn cho anh em. Ngay này nó có cái khớp này, anh em chỉ cần đẩy nó. Đó, đẩy ra rồi xếp lại. Đó, mình xếp trước tiên là mình sẽ xếp là thành chữ A, rồi bắt đầu là mình hạ xuống, rồi hạ xuống từ từ thôi, hạ lại hai bên giống nhau, bấm lên hai bên, đó, đó nè thấy không, hai bên, đó, ngon lắm, rồi, ok. Rồi thì mình lại tiếp tục mình sử dụng cái đai để mình nẹp nó lại. Đó. Rồi cái thang chữ A này á thì ở cái phần chân đó ha, nó có một cái phần chân, một cái trụ như vậy để cho khi mình leo trèo nó không có bị trơn trượt. Rồi tiếp theo thì tới một cái mẫu thang nữa anh chị em sử dụng gia đình cũng rất là nhiều, cái này gọi là thang ghế. Thang ghế thì rất là đơn giản, chỉ việc mở ra thôi, nó như cái ghế vậy đó anh em. Đó. Rồi, chỉ có một động tác mở ra thôi là nó đã thành cái ghế rồi. Thì thường nhà mình mà mình leo trèo hay là vệ sinh trên đầu tủ, nóc tủ rồi đó thì hay sử dụng đốt nhang rồi hết nè, nó đốt nhang cho ông bà rồi hay gì đó thì hay sử dụng những cái thang ghế này. Cái này á là nó có rất là nhiều cái bậc, hay nó có tới 6 bậc lận, anh em leo lên đây những cái này bằng nhôm rất là chắc chắn ha, nó được kiềm với nhau ha, nó được kiềm liên kết với nhau bằng những cái cây này cho nên cực kỳ chắc chắn. Và phần trên của nó có một cái phần để anh em tựa cái chân hoặc là vịn tay lên đây, cho nên là nó sẽ rất là yên tâm khi mình leo trèo nhé. Thang nhôm này khi mà mở ra và xếp lại rất là nhanh, chỉ là một động tác thôi. Đó là em cũng có thể là em xếp lại cho em. Đó, rồi cái thang nhôm này á, đó thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. Đó, cái này nó cao cho anh em là 1m, mở ra thử. Rồi, cái này thì em coi cho chiều cao cho anh em mình luôn. Rồi chiều cao của nó là 1,5m nha anh em, tới đây là 1,5m ha. Đó, còn anh nó tới đó là 1,5m thì anh em leo trèo lên làm được rất là nhiều việc ha, cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em. 150kg. Rồi, cái này thì nó tải được tối đa là cũng 150kg. Thật ra là ở trong đây người ta ghi là vậy thôi chứ thật ra nếu như anh em tải hơn vẫn ok. Nhưng mà cũng không ai nặng tới 150kg mà để leo trèo nha anh em. Rồi, ok, cái thang ghế này thì bên em đang bán với giá là 900k nha anh em. 900k nha. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video ở đây. Đó, anh chị em mình mà mình quan tâm tới cái mẫu thang nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Còn những anh em nào mà mình mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video tiếp theo ạ.